Trong không khí này thì anh Duy Cương từ Hội Người Mù quận Hà Đông sẽ gửi tới tất cả các bác và các anh chị một ca khúc cũng rất là ấn tượng, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Xin mời các bác chúng ta cùng đón nghe ạ. Anh ơi, đâu rồi? Đây. Lơ, một. Lời đầu tiên tôi xin chúc toàn thể gọi là quý vị và chi hội khiếm thị của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội gọi là một buổi sáng chủ nhật gọi là tươi mát và khỏe mạnh, và tất cả mọi người sẽ lắng nghe một ca khúc Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng, một sáng tác của Phan Nhân do Duy Cương sẽ thể hiện. Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thanh thang năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của lối sống hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa lòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi Đông Đô hồng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công giang danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi sao mãi rạng rỡ soi bóng đêm Trường Sơn, nắng trong nước sông Cửu Long, nhẹ lần bước chân hành quân dệt lên tiếng ca át tiếng bom hôm nay.
toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn tiếng hát anh Duy Cường đúng không ạ? Các ba anh chị có ai còn có tiết mục muốn đăng ký tham gia không ạ? À, gì nhỉ? Tuấn Anh, bài gì? À, Đà Lạt Hoàng Hôn. Gì nhỉ? Con thử đi. Chờ xíu nhá, chờ để chọn nhạc nhá. Đấy, chị hỏi để trả đáp bảo luôn. Thôi cứ cho cái nhạc biết thường, biết cho nó quen, nó kệ nó là nó hát được. Con dắt anh ấy lên đây đi. Vâng, xin mời câu lạc bộ chúng ta sẽ lắng nghe tiếng hát của bạn Tuấn Anh đến từ quận Hội Hai Bà Trưng với ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt ơi
gần nhau xa nhau mấy hỡi quê hương xứ sương rơi Đà Lạt ơi Đà Lạt ơi. Dạ vâng, xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn Tuấn Anh. Có lẽ là có hơi trục trặc một chút, nhưng mà tuy nhiên gì thì với cái tinh thần của câu lạc bộ đúng không ạ, chúng ta sẽ đóng góp với nhau để cùng chia sẻ niềm vui trong cuộc sống của mỗi người. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các bác và các anh các chị, hôm nay là một ngày chủ nhật, ngoài trời thì cũng nắng sau những ngày mưa rất là nhiều đúng không ạ? Thì các bác anh các chị, hôm nay chúng ta dù là ngày nghỉ nhưng tuy nhiên thì cũng đã có mặt ở đây rất là đông. Và thay mặt ban chủ nhiệm thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn tình cảm và sự nhiệt tình của các bác, các anh, các chị đối với câu lạc bộ Tri Thức và Đời Sống. Chúng ta sẽ cố gắng duy trì không khí này trong tiếp những chặng đường tiếp theo được không ạ? Xin các bác anh chị một tràng pháo tay ạ. Kính thưa các bác và các anh, các chị đến dự với chương trình câu lạc bộ Tri Thức và Đời Sống tháng 8 của Hội Người Mù Thành Phố chúng ta hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách hội ạ. Xin được trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội. Và tôi cũng được biết là chúng ta trong hội trường ngày hôm nay, chúng ta đã có gần 50 cán bộ hội viên đến từ các đơn vị quận huyện. Mặc dù là ngày chủ nhật, thế nhưng mà chúng ta còn thiếu đơn vị của Hoài Đức, cũng là một trong những đơn vị mà rất là nhiệt tình với các hoạt động của câu lạc bộ. Nhưng tuy nhiên thì hôm nay cũng thiếu vắng các bác anh chị ở Hoài Đức, nên là nhiều những bạn rồi các bác anh chị chờ từ sáng mà không thấy thì chúng tôi cũng xin được thông báo là Hoài Đức. Và không biết là đơn vị Sóc Sơn hôm nay các bác anh chị có đến không ạ? À vâng, cảm ơn các anh Vấn, cảm ơn các bác anh chị ở Sóc Sơn cũng đã có mặt rồi. Vâng, rất là cảm ơn các anh các chị ạ. Dạ, rất là biểu dương. Cái này thì sau này có khi là phải báo cáo với lãnh đạo hội và hội đồng thi đua phải ghi nhận, cũng như là biểu dương tinh thần rất là nhiệt tình của các bác anh chị ở rất là xa, nhưng mà gần như là tháng nào cũng đã có mặt đông đủ góp vui cho câu lạc bộ. Kính thưa tất cả các bác và các anh chị, trong chương trình sinh hoạt câu lạc bộ của tháng này thì ban chủ nhiệm chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần ấp ủ, và tháng này quyết định là sẽ lựa chọn một cái chủ đề mà thực sự là gần gũi với mỗi người khiếm thị. Các bác anh chị cũng biết là trong đời sống hàng ngày của những người khiếm thị chúng ta có rất nhiều điều, có rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta đã trải nghiệm trong cuộc sống đúng không ạ? Chúng ta đã có những cái chuyện vui, chuyện buồn, có cả những cái điều mà tưởng chừng như không thể xảy ra rồi nó cũng đã đến. Và hôm nay thì câu lạc bộ chúng ta sẽ hướng đến nội dung này, và người dẫn câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi sẽ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Thành Phố sẽ cùng các bác, các anh, các chị đồng hành trong nội dung của câu lạc bộ Tri Thức và Đời Sống. Xin được trân trọng kính mời đồng chí ạ. Mời đồng chí lên kể câu chuyện giá mưa. Cho câu chuyện giá mưa. Giá mưa gì? Cho câu chuyện giá mưa. Kính thưa các bác, các anh, các chị, đầu tiên thì mưa nhiều thì chắc chắn là nắng phải đẹp hơn, nên là hôm nay là hy vọng là tí nữa về đừng có ai kêu nắng. Theo như lịch thì chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa là đến lập thu, tức là lập thu của năm 2024 sẽ là ngày thứ tư này, thứ tư tuần sau. Thế thì tuy nhiên là các bác chúng ta cũng đã cảm nhận được cái không khí của mùa thu từ cũng tương đối lâu rồi, chắc là phải tầm cách đây tầm nửa tháng rồi chúng ta mưa. Và hôm nay cũng là theo lịch âm thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 của năm Giáp Thìn, có nghĩa là hôm nay là ngày tháng này người ta gọi là tháng Ngâu đấy. Đấy, tháng này là tháng mà cả năm trông ngóng chờ đợi thì ngưu lang và chức nữ là sẽ gặp nhau trong tháng này. Đấy, thế thì hôm nay thì cũng chúng ta đi sinh hoạt câu lạc bộ rất là đặc biệt, rơi vào cái ngày đầu tiên của tháng Ngâu. Đấy, thế nên là nếu ở trong khán phòng này các bác, các anh, các chị nếu mà có chờ đợi nhau, có yêu mến nhau, chờ đợi nhau thì đây cũng là một cái thời điểm rất là tốt lành để chúng ta
gặp gỡ để chúng ta gọi là thỏa cái lòng mong nhớ. Ví dụ như là bình thường ở trên thiên đình là thì ngày bắt đầu là tháng 7 này thì Ngọc Hoàng mới cho bắc cái cầu Ô Thước để chàng đi từ bên này cầu và nàng đi từ bên kia cầu sang thì chàng với nàng gặp nhau ở giữa cầu. Đấy, nhưng mà cái tích ngày xưa là chàng với nàng gặp nhau là chỉ khóc thôi, ôm nhau khóc thôi. Thế nên trời mới mưa nhiều. Thế bây giờ thì chúng ta ấy, thì ở trong một cái bài hát mà các bác chúng ta hay nghe trẻ con hát ấy là cái gì ạ? Xa nhà là nhớ mà gặp nhau là cười. Thế nên là hy vọng là chúng ta tháng Ngâu này nếu mà anh các bác anh các chị nào mà gặp nhau thì chỉ có cười thôi. Thì để mở đầu cho buổi sinh hoạt hôm nay, xin một tràng vỗ tay để chúng ta cùng cười vui. Thưa tất cả các bác anh các chị, thì hình thức của câu lạc bộ chúng ta ấy, mọi tháng thì chúng ta theo như đúng cái tinh thần của câu lạc bộ là chúng ta sẽ mời các diễn giả đến để nói cho chúng ta nghe, trang bị cho chúng ta những cái kiến thức về xã hội, về đời sống, về chính trị, kinh tế, rồi pháp luật v.v. Tuy nhiên là nhằm tạo ra cái không khí cởi mở thì hôm nay ấy, ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì chúng tôi cũng xin phép ban chủ nhiệm là chúng ta sẽ chọn một cái chủ đề. Chủ đề này là người khiếm thị và những câu chuyện kể thường ngày. Đấy, tức là hôm nay chúng ta sẽ rất là cởi mở với nhau vì chúng ta nói về những điều thường nhật, những điều mà người khiếm thị chúng ta vẫn trải qua trong cuộc sống. Do vậy ấy, hôm nay ấy, khi mà tôi lên đây ấy, thì tôi chỉ muốn tôi là người dẫn dắt, là người cùng với các bác. Và hôm nay một không khí rất đặc biệt, tôi muốn các bác, chính các bác là những người chia sẻ những cái câu chuyện của mình trong đời sống của người khiếm thị. Thì để giúp cho các bác chia sẻ những cái câu chuyện của mình ấy, nó hay hơn, nó thú vị hơn, thì tôi xin có mấy cái gợi mở như thế này để các bác, các anh, các chị chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ví dụ như là khiếm thị ở đây thì có rất nhiều kiểu khiếm thị, các bác cũng biết rồi. Có những người thì sinh ra là đã không nhìn thấy gì rồi. Đấy người ta gọi là những người khiếm thị hoàn toàn. Đúng không ạ? Hay là người ta vẫn hay nói vui là gọi là mù hết phần mù của thiên hạ. Hay là nói thế nào ạ? Mù từ trong trứng mù ra. Mù từ ngã bảy, ngã ba mù về. Đúng không ạ? Đấy, tức là những người người ta gọi là mù hết phần thiên hạ. Đấy, ví dụ như tôi là một điển hình này. Mù hết phần thiên hạ, đẻ ra phát mù luôn, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có những bác là trong quá trình đời sống thì các bác mới mù. Hoặc là cũng có những bác là không mù, chúng ta chỉ khiếm thị thôi mà gọi là mù mờ đấy. Thì mỗi cái diện như thế nó sẽ lại có một cái câu chuyện, những cái câu chuyện đấy. Ví dụ như là trước khi các bác vào đề thì tôi kể các bác nghe một câu chuyện như thế này. Câu chuyện có thật. Tôi có một hội viên ở bên Đông Anh, cô này thì cô ấy không phải mù tịt như tôi, như một số bác ở đây mà cô ấy mù mờ. Đấy, thế thì có một cái hôm mà cô ấy ngồi ở trong nhà, thì anh con rể, anh ấy đi từ ngoài vào, anh đi cái xe đạp, anh đi từ ngoài vào, thì cái xe đạp của anh ấy bị non hơi. Thì lúc mà anh ấy đi ở ngoài vào, thì anh ấy cúi xuống, anh ấy kiểm tra cái bánh xe, anh cứ cúi cúi ấy. Thì cô này thì mắt không mù hẳn, ngồi từ trong nhà nhìn ra thấy cứ lom khom ở ngoài. Thì cô lại tưởng là chó nhà hàng xóm. Nhìn thấy nó lù lù thấp thấp, cô ấy tưởng chó nhà hàng xóm đi sang phá phách. Có khi lại ị ra sân. Thế là cứ ngồi trong nhà quát chó, chó, chó. Thì anh con rể không hiểu chuyện gì. Xong thấy thì thế, cô lại cứ ngồi trong nhà, cô bảo chó về, chó về. Thì anh con rể anh mới bảo ức mẹ ơi con mà, con mà. Thế thì mới biết là con rể, tức là đấy là cái người mù mờ nhá. Nên tôi nói là còn những người mà mù tịt, mà mù hoàn toàn thì có quá nhiều câu chuyện để mà nói với nhau. Ví dụ người mù đi ăn cỗ, người mù đi đám cưới, đúng không ạ? Rồi người mù đi họp, người mù đi làm, đúng không ạ? Rồi người mù giao tiếp với nhau, người mù giao tiếp với người sáng. Có vô vàn câu chuyện mà chúng ta có thể nói với nhau. Đấy, mà hôm nay thì tôi muốn là thực sự là riêng cái chuyện mà người mù đi đám cưới và người mù ăn cỗ ấy, tôi nói thật, nếu mà chúng ta mà có thể nói hết ấy, cũng có khi là mất cả ngày. Bởi vì nó có nhiều câu chuyện lắm, nhiều câu chuyện thì chúng ta sẽ dần dần chia sẻ với nhau trong cái khuôn khổ buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Thì cái thứ nhất là tôi gợi mở là các bác có thể chia sẻ những câu chuyện cụ thể của bản thân các bác chúng ta gặp phải trong đời sống
hàng ngày. Thứ hai là các bác, chúng ta cũng có thể chia sẻ những cái câu chuyện khi mà tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc với người mắt sáng. Đấy, thì chúng ta gặp những khó khăn gì? Thuận lợi thì không có rồi nhé. Đương nhiên là thuận lợi không có. Chúng ta gặp những khó khăn gì? Và cái thứ ba ấy là tự các bác nhận thấy là người mù có những khuyết điểm gì trong cuộc sống. Đấy, tự chúng ta chia sẻ. Khuyết điểm ở đây không phải là khuyết điểm mà từ ý thức nhé. Mà cái khuyết điểm này là cái khuyết điểm vì chúng ta không nhìn thấy. Đấy, thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề gì trong cuộc sống khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta tham gia vào đời sống, chúng ta sinh hoạt. Thì tất cả những cái câu chuyện đó chúng ta sẽ bổ khuyết cho nhau và chúng ta sẽ cùng thư giãn với nhau để hiểu nhau hơn. Và ví dụ như là những người mờ thì sẽ hiểu những người mù hơn. Đấy, rồi những người mù sẽ hiểu những người mờ hơn. Đúng không ạ? Ví dụ vừa rồi cái ví dụ mà tôi vừa mới minh họa với các bác ấy, đấy là câu chuyện của một người mờ và một người mắt sáng. Nếu mà người mù hoàn toàn ấy thì có lẽ sẽ không xảy ra câu chuyện đấy đâu. Nhưng mà chính vì mờ nên nhìn thấy cái bóng lù lù lom khom thấp thấp thì mới nghĩ là con chó, đúng không ạ? Chứ nếu mà mù hoàn toàn thì lại không xảy ra như thế. Mù hoàn toàn không nhìn thấy gì thì lại không xảy ra như thế, đúng không ạ? Nên là có xung quanh đó nó sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện mà chúng ta có thể kể với nhau. Thế thì để mà dân gian ấy thì người ta cũng đã đúc kết rồi. Đúc kết cái hình ảnh ông cụ đồ trong Quan Âm Thị Kính ở đây. Nhiều bác nghe Quan Âm Thị Kính chưa ạ? Nhiều bác nghe chưa ạ? Ông cụ thầy ấy ạ. Ông cụ thầy trong Quan Âm Thị Kính. Đấy. Hay là các bác ở đây chắc là cũng nhiều người xem cái, nghe cái tích thầy bói xem voi rồi. Có một dạo là còn được đưa vào sách để học đấy. Đấy. Đưa vào sách để học đấy. Là con voi thì như cái quạt, con voi như cái chổi, vân vân và vân vân. Cái đó cũng là một cái xã hội người ta định vị cho người mù chúng ta là những người không biết. Đấy, không biết nhưng mà lại tự cho là đúng. Đấy, tự cho cái quan điểm của mình là đúng. Hoặc là chỉ biết được một phần thì lại tự cho mình là đã biết được hết tổng thể. Do vậy nó dẫn đến những cái câu chuyện như vậy. Đấy, thầy bói nói dựa hay thầy bói nói mò. Đấy. Thầy bói nói dựa hay là thầy bói nói mò cũng là xuất phát từ một cái điểm như thế. Bởi vì ngày xưa ấy, là người mù chúng ta ấy, đa phần là cực khổ vất vả. Chỉ có một vài người thì làm thầy bói. Nhưng mà làm thầy bói ấy, thì người mù lại có một cái thiệt thòi rất lớn là không nhìn thấy. Ví dụ trong y học ấy, người ta gọi là vọng văn vấn thiết, đúng không ạ? Trong đó là gì? Vọng là quan trọng nhất, vọng là nhìn đấy ạ. Ví dụ thầy lang ấy, người ta nhìn sắc mặt bệnh nhân là người ta có thể đoán được 7-8 phần bệnh tật rồi. Gọi là nhìn cái khí sắc. Đấy. Nhưng người mù chúng ta không nhìn được thì mất hẳn một cái yếu tố quan trọng nhất trong đông y, đó là vọng. Đúng không ạ? Bây giờ thầy bói thế thôi. Nếu như mà cái người bình thường ấy, người ta vào người ta nhìn sắc mặt cái người đến xem ấy, người ta cũng có thể đọc ra rất nhiều điều. Anh có lo lắng không? Bởi vì thông thường là cái người đi xem bói bao giờ người ta cũng phải lo lắng về một điều gì đó. Đúng không ạ? Nhìn cái sắc mặt, rồi nhìn cái tướng. Đấy, nhìn cái tướng, nhìn cái dáng đi, nhìn cái điệu kiểu ngồi. Để người ta định vị xem, nếu mà nhìn cái người mà khúm la, khúm núm, ăn mặc xoành xoàng, biết ngay một người nhà quê, thì muốn dọa gì thì dọa. Đúng không ạ? Nhưng nhìn mà cái người mà người ta mà sắc mặt mà người ta tươi nhuận hồng hào, thái độ người ta đĩnh đạc tự tin mà người ta đi xem bói ấy, thì biết là người ta ở thành phần hiểu biết, thì phải nói làm sao cho khéo hơn. Đấy, đấy tất cả những cái điều đó nó là những cái điều mà người mù chúng ta thiệt thòi. Đấy, thế để đấy thì với những cái gợi ý của tôi như vậy về cuộc sống thường ngày, về những câu chuyện cụ thể, về cái việc mà tự nhận ra khuyết điểm của chúng ta do so với lại những người bình thường khác, thì xin mời các bác chúng ta cùng nhau trao đổi những cái câu chuyện của mình trên tinh thần là chia sẻ và bổ khuyết cho nhau. Và đây là câu lạc bộ thì chúng ta mới làm được như này, chứ còn những cái buổi mà bình thường mà sinh hoạt mà có nhiều người ấy, thì vẫn có cái câu là gì ạ? Tốt thì khoe, đúng không ạ? Mà xấu thì che, đúng không ạ? Thế hôm nay chúng ta chỉ có nội bộ nên là chúng ta sẽ nói với nhau được rất rất nhiều. Mà hôm nay là không chắc là không có ai quay phim chụp ảnh đưa lên mạng xã hội đâu. Thế nên là các bác cứ thoải mái ạ. Bây giờ xin mời các bác.
chúng ta bắt đầu chia sẻ những câu chuyện có liên quan đến chính người khiếm thị chúng ta, hay có thể nói một cách khác là chính chúng ta nói về chúng ta. Xin mời các bác. Vâng, xin mời anh, xin mời đưa mic. Trước khi chia sẻ thì mọi người có thể giới thiệu tên, tuổi, đơn vị sinh hoạt để tất cả mọi người trong phòng đều biết. Vâng, mình là Tuấn Anh, thú thật mình ở bên Văn Vệ hay Bà Trưng. Thì trước đây là xin chia sẻ với anh Hoàng, Mạnh Cường với cả tất cả các bác với mọi người như này. Mình hồi xưa mình cũng đi hát ấy, mình đi cùng đi hát đàn cùng anh Hoàng Đống Đa. Mình thường hay đi hát thì thường hay đặt xe Grab. Thế thì có những người mình đi Grab thì họ thường hay nói chuyện với mình, bảo là anh mù anh đặt xe của gì hay anh nhờ người khác đặt. Bảo, chính tôi đặt. Họ bảo là họ không tin, bảo ông này mù làm sao dùng được điện thoại cảm ứng mà ông đặt được xe Grab. Tôi chẳng tin, chắc là ông nhờ người khác thì bảo không, tôi đặt được người khác, tôi đặt được xe mà chính tôi đặt, tôi biết giá tiền luôn. Thế bảo ông đặt cái gì, ông không nhìn thấy ông đặt cái gì. Bảo thế tôi có, bởi cái máy điện thoại của tôi là có hỗ trợ bằng tiếng nói cho nên tôi làm được. Ơ thế giỏi đấy à, tôi cứ thắc mắc bảo tại sao mù không nhìn được cái gì mà đặt được xe Grab ngay như người sáng mắt bình thường, coi như là giỏi quá. Tôi thấy là phục là thật đấy. Tôi bảo là bình thường thôi, mà thực ra thì mình không nhìn thấy, mình hoàn toàn hỗ trợ bằng tiếng nói của người khiếm thị mà. Thì mình với đặt được Grab thì không, là mình làm sao đặt được. Họ bảo là phục thật đấy. Vâng, xin hết ạ. À, đây là câu chuyện chia sẻ của bạn Tuấn Anh đúng không? Vâng, đúng rồi. Thật ra cái câu chuyện này ấy, nếu chúng ta nói để cho những người khác nghe, tức là những người không phải là người khiếm thị nghe, thì người ta sẽ rất là thích, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi lại muốn là chúng ta chia sẻ những câu chuyện mà chỉ chúng ta với nhau thôi. Tức là những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải trong đời sống do cái khuyết tật của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta, các bác có thể chia sẻ câu chuyện là, tôi gợi mở như thế này nhé. Ví dụ như là nhiều khi chúng ta hay nói chuyện với, tự nói chuyện với mình. Các bác có hay có tình trạng tự nói chuyện với mình không? Tức là nói chuyện với một người nhưng người ta đứng dậy, người ta đi từ bao giờ rồi mình vẫn cứ ngồi mình nói. Đúng không ạ? Đấy, và cái cách xử lý cái việc đó như thế nào? Hay bây giờ ví dụ như là các bác đi ăn cỗ, mà ví dụ nó xảy ra hai trường hợp. Một là người ta gắp rất nhiều thức ăn cho chúng ta, đủ các loại, đủ các món, chất đầy một bát, đúng không ạ? Và hai là người ta chả gắp cho chúng ta cái gì cả. Người ta cứ để cho chúng ta ăn bát không, ngồi bát không. Đấy, thì hôm nay là tôi muốn là chúng ta chia sẻ với nhau những cái điều mà chỉ chúng ta với chúng ta, đúng không ạ? Còn những cái câu chuyện mà chúng ta dùng máy tính hay là chúng ta dùng điện thoại thì những cái đó thì ở đây thì chúng ta không lạ gì rồi. Và những cái đó thì chúng ta nói là chủ yếu nói cho người khác nghe thôi, nói cho những người bình thường nghe thôi. Và người ta thấy là người mù giỏi thật. Đấy, người ta thấy người mù đặt được xe, người ta thấy người mù dùng được máy tính, dùng được điện thoại thì người ta khen, cái đó là chuyện bình thường thôi. Vì người ta cũng chả bao giờ bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian ra tìm hiểu xem làm thế nào mà các anh dùng được, đúng không ạ? Nhưng người mù chúng ta cũng không phải là thần, cũng không phải là thánh. Nếu mà điện thoại không có tiếng nói thì chúng ta cũng chả nào dùng được, dùng bằng niềm tin à, đúng không? Thế nên là thay vì là người bình thường người ta dùng mắt thì chúng ta dùng tai và dùng tay. Thế thôi. Nhưng mà những cái chuyện đó là những cái chuyện mà chúng ta nói cho người khác nghe. Còn hôm nay tôi muốn các bác kể những câu chuyện của chính mình, những khó khăn mà mình gặp phải trong cuộc sống, cũng như mình tự nhận thấy là mình gặp phải, mình có những khuyết điểm gì khi mình là người khiếm thị, khi mà mình tham gia vào đời sống sinh hoạt hàng ngày. Được không ạ? Rồi xin mời các bác, chúng ta tiếp tục ạ, với những câu chuyện của mình. Vâng ạ, xin mời chị giới thiệu một chút cho mọi người cùng biết. Chị là Nhung ạ. Vâng, em ở Nam Từ Liêm. À, chị Nhung, Đỗ Nhung gì đây đúng không? Nguyễn Thị Nhung. À, chị Nguyễn Thị Nhung ạ. Vâng ạ, xin mời chị. Em chia sẻ bản thân em. Lúc trước thì em cũng mờ mờ thôi. Thì em cả một nhóm bạn cũng mù mờ đi chơi ở Hồ Tuyền Quang. Thì cũng có ăn uống đấy, ăn uống linh tinh bánh kẹo thôi. Và cũng để gọn vào một cái túi ni lông rồi và đi tìm thùng rác. Thì mình tay mình vẫn dùng gậy, nhưng mà mình đã lúc đó thì mờ mờ nhá, nhìn thấy có một cái người ta ngồi, thì mình lại tưởng đó là cái thùng rác. Thì mình lại bảo là
cứ từ từ để tớ lấy cái gậy tớ sờ xem đâu là cái miệng thùng rác để vứt cho nó chuẩn. Vô tình người ta lại đứng lên, người ta bảo ôi đường đi ở kia chị ơi. Ôi tối lúc ấy mình thấy sao là buồn cười mà chả dám cười gì cả. May quá người ta đứng lên, chứ nếu mà người ta không đứng mà mình không dùng gậy thì có khi mình ném vào đầu người ta mất. À, tức là câu chuyện của chị là nhìn người tưởng thùng rác đúng không? Đúng chuẩn. Hay, cái này rất là hay đấy ạ. Thực tế chứ không phải là bịa. Đúng rồi, nếu như mà người ta mà ngồi im ấy, người ta mà ngồi im thì chắc chắn là sẽ rác sẽ ném vào đầu người ta rồi đúng không? Đúng rồi, tại vì em phải cẩn thận, em bảo thôi để yên để lấy cái gậy để giờ xem đâu là cái miệng để ném cho nó chuẩn, chả có ném ra ngoài. Thế người ta lại đứng vụt dậy, người ta bảo ôi chị ơi, đường đi ở kia chị ạ. May. Đúng may là quá người ta lại đứng lên. Câu chuyện rất hay, nhìn người lại thưởng thùng rác. Đấy, rất là hay ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị Nhung, chị có câu chuyện gì? Vâng, cho chàng vỗ tay ạ. Đấy, tức là cứ nhìn cái gì lù lù, đúng không ạ? Nhìn cái gì lù lù. Ví dụ như là riêng những cái câu chuyện mà nhìn cái này tưởng cái kia ấy. Thì tôi lại nhớ là cái năm tôi học ở dưới Nguyễn Đình Chiểu, tầm năm 89. Năm 89 thì tôi với lại một cậu bạn cũng còn nhìn thấy mờ mờ như chị Nhung ấy. Đi ra cái chỗ chợ mơ, đi ra chỗ chợ mơ để mua khoai lang về luộc ăn. Thì đi đến đúng cái hàng mà họ bán những cái con tiện ấy. Những cái con tiện thì nó bằng gỗ không? Thì họ bày ra đấy nhìn nó cũng giống như củ khoai lang. Thì tôi với cậu bạn ấy, cậu ấy bảo đây rồi. Thế đi bảo chị ơi khoai bán thế nào? Đầu tiên người ta không hiểu. Rồi hỏi thêm câu nữa, chị ơi khoai lang bán nào vậy chị? Họ bảo khoai lang ở đâu? Ở đây ta khoai bày đầy đây. Chị lại bảo chị không bán, thế chị có bán không? Thế thì họ mới bảo, họ mới phì cười ra, họ bảo thế đây em vào đây nhìn xem đây có phải khoai lang không. Thì bảo họ đưa cho một cục, thì hóa ra nó là các cái con tiện bằng gỗ mà họ bày họ bán. Thế là nhìn gỗ tưởng khoai lang thì cũng giống như, nhưng mà cũng không đặc sắc bằng chị Nhung lại nhìn người lại tưởng thùng rác. Vâng, một câu chuyện rất là thú vị, rất là vui. Đấy, chủ đề của chúng ta là như vậy đấy ạ. Bây giờ xin mời các bác, anh, các chị chúng ta. Vâng, xin mời anh Tuấn Anh. Vâng, có một lần thì mình sơ suất để làm cho đứa cháu bị ngã. Lại thể là mình cũng không nhìn thấy mà. Thì lên trên gác thì mải nghe điện thoại. Thì đúng lúc đấy thì đứa cháu nó lên gác, nó chẳng bảo mình một tí nào cả. Thế mình đi mình đá xuống từ trên cầu thang xuống, thì đúng nó ngồi ở chỗ bực cái cầu thang, mình đá nó phốc một phát lộn mấy vòng. Thế mình làm cho nó khóc, thế là cuối cùng mình xin lỗi nó, thế là bảo như này, bảo lần sau con lên con bảo bác người bác không nhìn thấy, thì bác không phải bác cố ý, bác chỉ có bác vô tình thôi. Nếu mà con người sáng mắt thì con biết bác không nhìn thấy, con phải bảo bác chứ. Thế này con lên con cứ im lặng này mà thành ra bác đi không nhìn thấy. Đấy, có một điều là mình tự nhiên lại làm cho nó đau, mình thực ra mình cũng không mong muốn được như thế. Thì mình nó bảo thôi lần sau con lên con cứ bảo bác ơi, bác con đang ở chỗ bậc cầu thang nhá, thì tự bác biết thì bác sẽ tránh thôi, chứ bác không cố tình làm ngã con đâu. Thế lần sau nó bảo vâng, lần sau con sẽ lên con sẽ nói bác, con biết bác không nhìn thấy. Thế là thực ra đấy là điều khó khăn cho bác đi lại ấy. Vâng, xin hết. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Anh. Thật ra ấy, thì liên quan đến những cái câu chuyện mà nhìn gà há hổ há cuốc, đúng không ạ? Nhìn cái nọ thành cái kia, thì những cái câu chuyện mà như chúng ta vừa trao đổi với nhau, như câu chuyện chị Nhung vừa trao đổi ấy, thì rất là nhiều, mà nó không phải là chỉ dành cho người khiếm thị chúng ta đâu, các cụ già thì cũng như vậy thôi. Thế còn như là cái câu chuyện mà bạn Tuấn Anh vừa trao đổi ấy, thì thực ra ấy, khi mà sống lâu với người khiếm thị thì tự nhiên những người thân người ta cũng có kinh nghiệm. Ví dụ như là con tôi bây giờ mà nó đang nằm ở ghế chẳng hạn, mà nó thấy tôi đi xuống là nó vùng dậy ngay, bởi vì nó mà không vùng dậy thì mình ngồi vào lên đầu nó, đúng không ạ? Mà thực tế là mình đã ngồi lên đầu nó rồi đấy, mình dẫm vào chân nó rồi đấy. Rồi thì có nhiều khi là ví dụ như là mẹ để con ngồi trên cái ghế thì bảo bố quét nhà, thì bố thấy cái ghế để ở giữa đường thì bố đá một phát cả ghế cả con ra để lấy chỗ cho bố quét. Đấy là những cái chuyện bình thường, đúng không ạ? Thậm chí là tôi có anh bạn ở Yên Phong, Bắc Ninh, bây giờ anh ấy là chủ tịch hội người mù huyện Yên Phong đấy.
anh ấy đi giày mà xong anh dẫm vào ngón tay con, anh còn tưởng cái gì, anh dẫm vào nhưng chưa chắc lại còn lấy chân di di. Đúng không ạ? Dẫm vào ngón tay con mà may mà con bé đó nó không bị nát cái ngón tay ra. Tức là ông dẫm vào xong, ông thấy nó vướng vướng, ông tưởng con sâu cái gì đấy. Ông lại còn lấy chân ông di di thêm để xem nó là cái gì. Thì con nó khóc ré lên. Thì những cái câu chuyện đó là buộc, cái đó người ta gọi là phải thích nghi. Nên ngay bây giờ trẻ con nhà tôi ở nhà đang nằm ở ghế mà thấy bố đi xuống là phải vùng dậy ngay, không nó ngồi vào đầu ngay chứ. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta ngồi vào là nhiều khi chúng ta không biết. Mà như vậy ấy, như thế thì nó lại dẫn đến cái việc là người khiếm thị trước khi ngồi là phải sờ. Đấy, ngồi là phải sờ. Cũng giống như là cái câu chuyện mà không biết ở đây các bác anh các chị có trải nghiệm không? Nhiều khi đi lên xe buýt ấy, mấy lái xe nó cũng nghịch, nó trêu. Nó dẫn mình vào cái ghế, nó bảo đê 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 đê. Xong đến đúng cái ghế mà có cái người đàn bà mà đang ngồi chẳng hạn. Nó bảo đây đây đây, rẽ vào, rẽ phải, ngồi. Thế là mình ngồi luôn vào người ta. Thế là lúc đấy là người ta phản ứng thì cũng đa dạng lắm. Đấy, có người phản ứng gay gắt thì người ta bảo làm cái gì đấy. Nhất là ví dụ như người ta đang ngủ chẳng hạn ấy, là người ta giật mình. Nhưng cũng có người thì người ta sẽ đẩy lấy cái tay người ta đẩy mình ra, và sau đó người ta sẽ đứng dậy, người ta nhường chỗ. Có rất nhiều cái phản ứng tùy vào cái nhận thức của những cái người mà bị những cái việc mà của chúng ta gây ra ấy. Đấy, nhưng mà nhiều khi người ta hay trêu đấy, người ta hay trêu đùa. Hay là ví dụ như là ngày xưa thời tôi còn học cấp 3 ở trường Nguyễn Văn Tố ấy, thì có rất là nhiều trường hợp, ví dụ mình đang đi bình thường này nhá, mình đang đi bình thường này, ở trong nó bảo kia có cái rãnh đấy, bước 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 dài vào, bước qua bước, nhưng mà bước thực ra nó có cái rãnh nào đâu, nó chả có cái rãnh nào cả. Nhưng mà người ta thấy chúng ta như thế thì người ta cứ thích trêu. Đấy, người ta cứ thích trêu. Thế thì bây giờ những cái câu chuyện mà như vậy ấy, thì nó có rất nhiều. Và cái điều mà người thân của chúng ta, người ta sẽ phải tự biết rút kinh nghiệm làm nào để tránh là tránh chính những người thân của mình. Thì đấy cũng là một số những cái khía cạnh mà chúng ta cần phải trao đổi. Và cũng như ấy, là chúng ta ví dụ như là tôi thì luôn luôn nhắc nhở và để cho các con của tôi biết rằng là bố của chúng nó là người khiếm thị, người mắt kém, không nhìn, người khiếm thị không nhìn thấy gì đâu. Đấy, do vậy là chúng nó cần phải hỗ trợ bố trong rất là nhiều công việc, để ngay từ nhỏ ấy, các cháu, các con nó đã phải hình thành cái ý thức là bố nó không nhìn thấy. Chứ nếu như chúng ta cứ cố, có nhiều gia đình thì lại cố gắng, có nhiều anh chị thì khiếm thị, chúng ta ấy, vẫn cứ cố tỏ ra là bình thường. Đấy, vẫn cố tỏ ra là bình thường. Nhưng mà càng cố, vì có những cái đó cố có được đâu. Đấy, cố cũng không cố được. Đúng không ạ? Ví dụ, có nhiều người khiếm thị chúng ta là chỉ biết gắp thôi. Gắp tất cả những cái gì có ở trên mâm thôi. Cứ còn làm sao phân biệt được cái món gì với món gì. Nhiều khi là mắt không đủ thị lực để nhìn thì chúng ta cứ gắp. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà chúng ta làm một cái động tác là con ơi, hay là vợ ơi, chỉ cho anh, thì những cái người đó đôi khi người ta chỉ một lần thôi. Ví dụ ở trong mâm ấy, người ta chỉ anh ơi, vợ chỉ là đây là bát nước chấm này, đây là đĩa rau này, đây là bát thịt này, đây là đĩa cá này, thì chỉ cho chúng ta thì chúng ta sẽ gắp được theo ý muốn. Còn nếu không mà chúng ta cứ cố tỏ ra chúng ta là người bình thường ấy, thì chúng ta sẽ gọi là gắp lung tung. Đấy, gắp lung tung được cái gì ăn cái đấy, đúng không ạ? Hay có những cái câu chuyện vào đây tôi không biết có cái gì đâu nhá, tôi cứ gắp được cái gì ăn cái đấy. Đấy, thì đấy cũng là một trong những cái khía cạnh và phụ thuộc vào cái quan điểm. Khi bản thân chúng ta là người khiếm thị thì chính chúng ta phải góp phần điều chỉnh cái hành vi của mọi người xung quanh để làm sao cho nó phù hợp với chúng ta, chứ chúng ta không nên cố. Đúng không ạ? Chúng ta không nên cố tỏ ra bình thường. Đấy, mà chúng ta phải làm sao để cho mọi người biết được chúng ta là người khiếm thị và chúng ta hướng dẫn cho họ để họ hỗ trợ chúng ta làm sao cho đúng. Rồi ạ, bây giờ lại xin mời các bác chúng ta tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của mình. Mời các bác, mời anh. Em xin chào các anh chị và các bác ạ. Em tên là Trương Hải Ninh, đến từ hội người mù Nam Từ Liêm ạ. Em có câu chuyện chia sẻ là hồi em trước em làm ở Tây Mỗ ấy, có một chú làm cho khách, xong là một khách mà em không làm, chú ấy rúi cho em 100.000 ạ. Vâng,
xong rồi khách sau cái mà em làm khách trước đó thì chú lại bảo là mày làm thiếu thời gian và thì rất khó. Như nào ạ? Anh chia sẻ như thế chúng tôi chưa hiểu lắm. Đúng không ạ? Anh có thể nói lại đi ạ. À, thôi à? Tôi là Hòa Nam Từ Liêm chia sẻ. Vâng ạ, xin mời anh. Bạn tôi nó cũng gọi là khái là nhìn nó hơi nhìn thấy tí. Thế nên dẫn một đoàn người kém mắt đi. Thế ông ấy lại đi rủ nhau đi uống nước chè. Thì vào nhà ấy lại có việc thấy đông lại tưởng quán nước chè. Thế vào đấy họ gọi nước chè. Thì người ta bảo ở đây nhà tôi không bán nhưng mà các bác đã vào đây rồi thì để em pha cho các bác uống. Tức là cái câu chuyện của anh vẫn là câu chuyện vào nhầm đúng không? Vâng. Nhưng mà người ta vẫn pha nước cho mình uống đúng không ạ? Vâng ạ, người ta vẫn pha nước cho mình uống. Vâng ạ. Thế thì bây giờ cái câu chuyện đấy thì các anh bây giờ vâng cảm ơn anh Hòa. Ở đây cũng là một trong những cái câu chuyện mà trong đời sống người khiếm thị chúng ta gặp phải. Đấy. Tuy nhiên ấy là tôi muốn như thế này ạ. Sau khi các bác anh chia sẻ thì chúng ta có thể là chúng ta nếu như bác nào anh chị nào mà có thể nói là chúng ta sẽ gửi đến được một cái thông điệp gì. Thật ra cái câu chuyện mà về mắt ấy thì nó có nhiều lắm. Ví dụ như là có nhiều người chúng ta hay nghe thấy cái câu gọi là có những người bị cái hiện tượng người ta gọi là bị lác ấy, nhìn rau gắp thịt ấy, đúng không ạ? Đấy, nhìn rau gắp thịt. Đấy, đôi khi là người ta nhìn một cái điểm khác nhưng mà mình lại cứ tưởng người ta đang nhìn chằm chằm vào mình ấy. Đấy cũng là một trong những cái hiện tượng của bệnh. Nhưng hình như là bệnh lác bây giờ thì là tương đối là khắc phục được rồi. Tức là nó là cái độ lệch của cái nhãn cầu ấy. Thì bây giờ là y học phát triển là cơ bản là bệnh lác là bây giờ là người ta khắc phục rất là tốt. Thế thì bây giờ những cái câu chuyện mà chúng ta vào nhầm thì tuy nhiên chúng ta cũng gặp được những người tốt. Đấy. Nhưng mà ở đây ấy, nó lại có một cái vấn đề mà tôi muốn trao đổi với các bác này. Không phải người mù nào mà người ta nhìn cũng biết là người mù. Có những cái người mù mà mắt vẫn mở thao láo, nhìn mắt rất đẹp, chả có hiện tượng gì. Nếu không nhìn kỹ thì không ai biết là người mù. Thì những người như vậy ấy, thì lại gặp phải những cái khó khăn mà những cái người mù mà nhìn cái biết ngay ấy. Đấy, không gặp phải. Ví dụ như là những cái người đó mà lên xe buýt mà đi cứ khò khò mà ví dụ như là yêu cầu nhường ghế là nhiều lúc người ta không nhường đâu. Thậm chí là người ta còn bảo giả vờ. Gần đây các bác biết là có một vài khách đi xe buýt là người bình thường ấy, người ta cũng mua cái kính đen. Nói thật với các bác là khi người ta chuẩn bị lên xe buýt là người ta đeo. Đấy, người ta đeo có nghĩa là sau là người ta cũng giả vờ là người ta là người mù để người ta được ngồi ghế. Có những việc đó đấy ạ. Đấy, thì chúng ta cũng lại có những cái câu chuyện mà có nhiều người mù nhưng nhìn lại không biết là mù. Đấy, nhìn mắt vẫn bình thường, không biết là mù. Thì xung quanh những cái đó nó cũng có những cái câu chuyện. Nó sẽ có nhiều những cái câu chuyện mà người ta nghĩ là giả vờ. Đấy, và nó cũng xảy ra nhiều cái khó khăn, nhiều cái câu chuyện dở khóc dở cười ở đó. Ví dụ như là trong thực tế mà ví dụ những người như tôi ấy, khi mà đi xe buýt thì cũng ít khi người ta kiểm tra vé lắm. Đấy. Nhưng mà có một số người mà mắt nhìn vẫn như bình thường ấy thì cứ lên xe buýt là người ta kiểm tra thẻ rất là kỹ. Bởi vì người ta không tin. Đúng không ạ? Rồi ạ, xin mời các bác, các anh, các chị chúng ta lại tiếp tục chia sẻ những câu chuyện mà mình gặp phải trong đời sống hàng ngày. Xin mời ạ. Mọi người chia sẻ cho vui đi ạ. Tôi nghĩ là ai cũng có câu chuyện của mình. Chúng ta là người khiếm thị mà, ai cũng có câu chuyện của mình hết. Xin mời ạ, xin mời các bác, các anh, các chị ạ. Chắc là mọi người ngại nói thôi, đúng không ạ? Hay là để tôi phải gọi tên ạ? Đúng không ạ? Không, tôi nhớ tên ai thì tôi gọi người ấy. Đúng không ạ? Đây tôi từ sáng giờ tôi chỉ nhớ mỗi chị Thúy không? Chị Thúy ở Hà Đông này. Đâu, mời chị lên chia sẻ với mọi người tí.
Thực sự là được anh Cường anh ấy quá anh nhớ đến tên quá nên là thực sự là cũng chưa nhớ ra cái câu chuyện là những cái gì để chia sẻ, bởi vì thực sự là có thực sự ngày xưa ở trường tôi có. Ngày xưa chị thử kể xem ở trường tôi là anh Việt đây là gì, có bao giờ sờ nhầm vào chị hay là như nào đấy, chị cứ chia sẻ thoải mái đúng không ạ? Anh Việt trước anh có khò nhầm vào chị Thúy bao giờ không? À anh Việt xuống làm việc rồi đúng không? Vâng, thì tôi xin chia sẻ một cái câu chuyện là người mù đi ăn cưới ạ. Thực sự là trong có một nhóm thì thực sự ở trong mình sẽ đi ăn cưới ấy, một cũng là một người khiếm thị thì sẽ mời các bạn bè thì cũng đều là người khiếm thị, thì thực sự là trong một cái mâm đấy thì họ mình cũng không tự sắp xếp là có người nhìn thấy để hỗ trợ. Khi mà mình ngồi vào bàn ăn ạ thì có ai trong đó thì ai cứ ngồi gần cái đĩa thức ăn nào thì chỉ gắp một cái món đấy thôi. Thì khi mà về thì cũng kể với nhau là hôm nay đám cưới ở cái của người bạn này thì ít món nhỉ, không có nhiều món mà không ngon. Thì trong khi đó thì có một cái chị đấy bảo tớ thì ngồi cạnh cái đĩa rau thì tớ chỉ ăn mỗi rau thôi, và hôm nay đám cưới chỉ có món rau thôi ạ. Đấy là một cái câu chuyện vui như vậy. Và khi tôi thông điệp là khi mà có cái đám cưới nào thì mình nên sắp xếp có những người bạn nào đó ngồi còn nhìn thấy một chút để hỗ trợ, hoặc là có gia đình nào mà cùng có người khiếm thị thì nên cử gia đình ra để hỗ trợ trước cho mọi người để cùng ăn cho vui vẻ. Vâng ạ, cảm ơn chị Thúy. Thế còn có những cái câu chuyện khác mà ví dụ như là anh em hay tôi với anh Việt mà chẳng may mà sờ nhầm vào chị, hôm nay chị tế nhị chị không kể đấy. À đấy, sáng nay là chưa sờ nhá, vâng, chưa sờ nhầm đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Vâng, cảm ơn chị Thúy. Đúng là sáng nay thì chưa gặp chị nên là chị ngồi xa quá nên là chưa sờ nhầm. Cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Thưa các bác, anh, các chị là đấy, tôi đã nói từ đầu rồi. Riêng cái câu chuyện mà người mù đi ăn cỗ, đi ăn cưới ấy, đi, nói chung là đi ăn cỗ, nó có rất là nhiều cái điều để nói. Cái điều thứ nhất là ngồi cạnh cái loa. Đúng không ạ? Các bác có công nhận cái việc ngồi cạnh cái loa là một cái sự gì đó mà đối với chúng ta ấy, là vô cùng khó khăn. Nhất là ngày xưa ấy, bây giờ thì văn minh hơn. Nhưng mà ngày xưa đi ăn cỗ ấy, là cứ đến giờ ăn họ lại cứ mở nhạc ầm ĩ. Thế người ta thì người ta chỉ cần ra dấu tay hoặc là nhìn vào mắt nhau là người ta biết. Ví dụ như là lúc nào thì nên đứng lên, lúc nào thì nên nâng chén. Đúng không ạ? Để cạch với nhau. Nhưng mà người mù chúng ta ấy, mỗi lần mà họ bảo chúng ta là ăn đi hay là họ mời uống rượu ấy là họ cứ phải hét vào tai. Mà chúng ta ngồi ấy, chúng ta cũng thậm chí là không nghe được nhau nói thì cũng không nói chuyện được. Không biết nói chuyện gì luôn. Đúng không ạ? Đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái này các bác có trải qua không ạ? Cái hai là ngồi ăn cỗ. Thì nếu như mà chúng ta mà được xếp vào một cái mâm ngồi với những người không quen. Đúng không ạ? Thì những điều gì có thể xảy ra? Những điều gì có thể xảy ra? Mời các bác, bây giờ tôi đặt ra tình huống như này cho các bác dễ nói nhé. Một người khiếm thị đi ăn cỗ cưới một mình, được chủ nhà xếp cho vào ngồi một mâm với những người không quen biết, thì điều gì có thể xảy ra? Xin mời các bác ạ. Xin mời các bác chúng ta chia sẻ ạ. Thứ nhất, đấy, bắt đầu sôi nổi rồi. Bây giờ sẽ dành cho các bác mấy phút để các bác trao đổi với nhau, sau đó tôi sẽ có ý kiến ạ. Xin mời các bác cứ trao đổi thoải mái ạ.
Rồi ạ, như vậy nó sẽ xảy ra mấy tình huống thế này ạ. Bây giờ xin mời các bác nghe xem tôi nói có đúng không nhá. Xong tí nữa thì chúng ta sẽ bổ sung này. Nó sẽ xảy ra mấy tình huống thế này. Một là sẽ được gắp rất nhiều món cùng một lúc, đầy bát thì thôi, đúng không ạ? Hai, nhưng mà như thế nó lại xảy ra một cái tình huống như này. Đối với nhiều người khiếm thị, một số người khiếm thị chúng ta ấy, khi mà được gắp những cái đồ như thế mà mình không thích ấy, thì thường mình có một cái, lại hay có một cái tâm lý là thôi ăn thì ăn cho nó hết, ăn cho nó xong. Đấy. Nhưng mà mình càng ăn thì người ta thấy mình ăn được, người ta lại càng gắp, đúng không ạ? Thành ra là ông nói gà bà nói vịt, mình thì muốn ăn cho nó xong xong chuyện đi, nhưng mình chỉ cần hạ bát xuống một phát là người ta gắp tiếp. Đấy, mà người ta gắp là người ta cứ gắp bất kể, có khi lại cả nộm, nộm rồi thịt rồi món xào rồi thậm chí là có cả chè kho, chè xuôi, chè các thứ, bánh dày các thứ vào hết đây. Đấy là người ta gắp vào. Đấy là cái việc thứ nhất, tình huống thứ nhất. Nhưng mà bên cạnh cái tình huống ấy, nó lại thì nó lại dẫn đến cái này. Có nhiều người là không dám bỏ bát xuống, tại vì thấy người ta gắp nhiều quá sợ, cứ phải cầm cái bát để ở trên miệng ấy, dần dần thành thói quen. Tôi biết một vài người ấy, bây giờ vẫn không bỏ được đâu. Ăn cơm là không dám, không hạ bát xuống, cứ cầm sẵn cái bát, lúc nào nó cũng tư thế ở gần miệng ấy. Đấy. Rồi một cái thói quen nữa ấy, khi mà không muốn ăn nữa chẳng hạn thì lại lấy tay úp vào cái bát. Có không ạ? Đúng không ạ? Để che cái bát vào, để cho người ta đỡ gắp. Đấy. Rồi một cái tình huống nữa, một cái tình huống nữa xảy ra là nhiều lúc mình muốn thôi, nhưng mà vì người ta gắp liên tục, mà theo phép lịch sự là không được bỏ lại đồ ăn. Vì vậy nên là cứ phải ăn, chán lắm rồi nhưng mà vẫn cứ phải ăn, đúng không ạ? Rồi lại có một cái tình huống như này, nhiều lúc là ngồi với người lạ thì không biết bỏ xương ở đâu, thì nhiều người lại luyện cơ hàm bằng cách thôi thì cố mà nhai, đúng không ạ? Cố mà nhai. Đấy. Trừ những cái xương nào mà nó không đứt thì lại lừa, lúc nào không hay để ý thì thả. Đúng không ạ? Tức là ở đây nó có một cái khó là không nói ra được. Đấy. Mình cũng không đủ tự tin để nói ra những cái khó khăn của mình. Đấy. Không đủ tự tin nói ra những cái khó khăn của mình với người lạ. Và người lạ ấy, thì người ta cũng không quan tâm nhiều. Không quan tâm nhiều. Cái vấn đề thứ hai mà khi người mù đi ăn cỗ, ngồi với người lạ gặp phải là cái vấn đề mà nghe nhạc, mở nhạc. Vấn đề thứ ba là vấn đề chạm cốc. Thực ra thì nói thật với các bác là tôi không biết là từ đâu mà người Việt Nam chúng ta lại hay có một cái là chạm cốc liên tục. Kể cả các nước phương Tây nhé, người ta chỉ chạm một lần cái lúc đầu bữa ăn thôi. Nhất là trong số những người cùng mâm. Nhưng mà làm sao ở Việt Nam mình bây giờ lại du nhập, cứ uống là phải chạm. Nên vấn đề chạm cốc đối với người mù cũng là một vấn đề rất khó khăn. Mà đôi khi lại một người lại phải cầm tay chúng ta xong rồi đưa ra để mà chạm cốc. Nhìn cái hình ảnh nó chả đẹp tí nào cả. Đúng không ạ? Mà tôi đã từng đi dự những cái bữa tiệc của chính tôi mà từ đầu đến cuối ấy, tôi không hầu như không ăn được, tại vì cứ lúc nào định cầm bát lên ăn thì lại có người đến chạm cốc. Mà nhiều khi chạm cốc lại còn phải đứng lên cơ để thể hiện sự trân trọng, đứng lên. Đấy, thế nhiều khi là có những người ta thấy người mù đứng lên bất tiện quá thì người ta bảo thôi bác cứ ngồi. Nhưng mà ngồi là ngồi với người ngang hàng phải lứa bé hơn. Nhưng bây giờ lại toàn những người lớn tuổi, người ta đến, người ta đến chúc rượu thì đương nhiên là phải đứng lên.
Thế đứng lên thì nó lại xảy ra cái tình trạng là lúc mình dơ ra thì họ chưa chạm, lúc mình rụt, mình chờ lâu quá mình rụt lại thì người ta lại dơ ra. Đúng không ạ? Có những việc như thế không ạ? Mà người Việt Nam làm sao mà bây giờ không những chạm cốc xong lại còn phải bắt tay. Cứ uống rượu xong là phải bắt tay. Lại càng phiền. Đúng không ạ? Đấy. Thế nên là riêng cái chuyện mà người mù đi ăn cỗ ấy, nói thật với các bác là chúng ta gặp phải quá nhiều cái khó khăn. Thế thì bây giờ quay trở lại cái câu chuyện người mù đi ăn cỗ tiếp theo. Như vậy thì chúng ta phải một kèm một. Có nghĩa là nếu như chúng ta đi thì sẽ phải rủ một người thân đi cùng. Mà rủ người thân đi cùng thì lại dẫn đến cái chuyện phong bì thế nào đây? Thế một, nếu một mình chúng ta đi, chúng ta chỉ mừng một cái chế độ phong bì 300.000. Nhưng nếu mà rủ thêm một người nữa đi thì phong bì thế nào? Đúng không ạ? Thế 600 thì ai chịu? Ai chịu? Bởi vì cái người kia người ta đi là người ta đi để giúp mình chứ. Đúng không ạ? Thế ai? Thế thì ai chịu? Đúng không ạ? Mình phải chịu. Hơn nữa ấy, là cái chuyện mà mình đi, người mù đi ăn cỗ ấy, nói thật với các bác ấy, phải yêu thương nhau lắm thì mới đến. Bởi vì đi lại có phải đi lại dễ dàng đâu. Lại xe cộ. Đúng không ạ? Mà ví dụ như mình đi ông xe ôm, ví dụ nhiều lúc bảo thôi chú ơi, chú vào đây chú ăn cỗ, chú ăn cỗ với anh xong có gì chú trợ giúp anh, người ta nhất định không vào. Người ta nhất định không vào bởi vì người ta không phải là khách. Người ta chỉ chở mình thôi, người ta bảo thôi bác vào ăn đi, em chờ bác ở đây, bao giờ bác ăn xong em đưa anh về. Thế thì bây giờ nói thế thì còn nói chuyện quái gì nữa. Mà cái câu chuyện là gia đình nhé, tôi nói kể cả gia đình người khiếm thị chúng ta không phải ai cũng biết sắp xếp người thân để phục vụ chăm sóc những người khiếm thị như chúng ta đâu. Khó lắm, người ta bận rộn nhiều việc lắm. Đấy, do vậy là đúng là cái câu chuyện mà người khiếm thị chúng ta đi ăn cỗ ấy, là gặp phải rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Thế thì bây giờ quay trở lại là chúng ta cư xử thế nào khi gặp phải những trường hợp đó. Thì xin nêu ra đây với các bác một số ví dụ. Đấy. Nếu như mà là người quen thì vào là chúng ta có thể nói luôn là bác ơi, hôm nay cỗ có những món gì đấy ạ? Đúng không ạ? Người ta sẽ giới thiệu với chúng ta một loạt các món có ở trong mâm và ta ăn cái gì thì ta yêu cầu cái đó. Nhưng nếu mà người lạ thì ta có dám hỏi thế không? Khó lắm, khó nói lắm, hỏi khó lắm. Đúng không ạ? Cũng có những người, người ta đủ tế nhị thì người ta bảo là anh ăn thịt gà nhé, em gắp bác miếng thịt gà nhé. Đấy, hay anh ăn thịt bò nhé, em gắp anh miếng thịt bò nhé. Nhưng mà có những người, người ta không hỏi đâu. Mà khi chúng ta ăn cỗ ấy, thì nhiều người, nhất là ngồi với phụ nữ, tôi nói khổ lắm. Các bà, các cô thương cứ như kiểu mình cả đời chả được ăn cái gì ấy. Càng thương càng gắp tợn. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái câu chuyện, tôi có một bà cô ruột bên nhà vợ. Lúc nào bà không đến thì thôi, mà bà đến là bà chỉ chăm chăm vào. Ô thằng Cường vào ngồi ăn đi, khổ quá, đã ăn được cái gì chưa? Lắm lúc tôi vừa ăn xong đứng dậy rồi bà lôi bằng được, bà bảo đây để thằng bé nó ăn ngồi thế thì nó ăn làm sao, lại lôi sang mâm khác ngồi tiếp. Đúng không ạ? Thế xong rồi mình, cô cháu ngồi đâu thì cô ngồi kè kè ở đấy, xong bắt đầu cô gắp. Đấy, cô gắp thật lực. Nhiều khi là quá khổ vì cái việc. Thế thì bây giờ đối với những tình huống như vậy thì mình cư xử thế nào? Đấy. Có nhiều người thì tôi biết là cũng có kinh nghiệm đấy, ngồi vào mâm là bảo thôi các bác ơi, các bác cứ cho em xin ăn, các bác cho em ăn từng món một. Đấy. Thì bao giờ hết món này thì các bác gắp cho em món khác, em cảm ơn các bác. Ok. Nhưng mà lúc đầu người ta thì người ta nhớ. Nhưng mà sau người ta mãi ăn ấy, người ta không nhớ đâu. Người ta không nhớ đâu. Mà ví dụ như là cái người bên phải gắp cho ta một miếng giò. Người bên trái gắp cho ta một miếng giò. Người đường trước gắp một miếng thịt gà.
năm người gắp là năm món là chết dở đời tôi rồi, còn sống làm sao được nữa. Mà tất cả người ta đều gắp, bởi vì chúng mình không gắp được thì người ta gắp, đúng không ạ? Nên là rất mệt. Cái tình huống thứ hai có thể xảy ra khi mà chúng ta đi ăn cỗ ấy, là nhất là ngồi với đàn ông là hay xảy ra này. Họ mải mời nhau, chúc nhau. Thế là họ cho chúng ta ăn bát không. Họ quên mất. Đúng không ạ? Hay là đầu bữa họ gắp cho chúng ta một miếng. Thế sau đó là mình ăn hết cái miếng đấy rồi. Là họ mải chúc nhau. Họ không gắp nữa. Nên có nhiều người khiếm thị đi ăn cưới, đi ăn cỗ về là bị đói. Tại vì có cái gì mà ăn đâu, họ có gắp đâu. Đấy. Trước ấy, thì có những người là người ta cứ gõ bát. Ví dụ như là người ta cố tình khua cái đũa vào bát cho nó kêu to. Để đánh động là tôi đang không có gì ăn. Nhưng mà đấy là ngày xưa thôi. Còn nói thật với các bác, bây giờ khua như thế chả ai nghe thấy đâu. Đấy. Mà mình cũng ngại, mình cũng chẳng dám khua như thế. Nên là kinh nghiệm ấy, là nếu như thấy cái tình thế nó có vẻ thế ấy, thì thôi chấp nhận đi. Miếng thịt gà cứ để nguyên trong bát ấy, thỉnh thoảng mút một cái thôi, đừng ăn. Đấy, không. Biết cái tình thế như vậy mà người ta mải chúc ấy là người ta không gắp đâu. Mình có ăn hết người ta cũng không gắp. Thôi thì thà cứ để lại cái miếng đấy ở trong bát ấy, cho đỡ xấu hổ, cho đỡ ngại. Là mình vẫn có. Đấy. Mình vẫn có. Đấy thì thậm chí có nhiều bác lại nói theo thói quen. Ví dụ người ta gắp cái bảo: "Ê, bác cứ kệ em vẫn còn mà. Em vẫn còn mà. Còn quái đâu, chẳng qua không ăn. Không dám ăn thì nó còn thôi." Đúng không ạ? Đấy. Đấy là cái câu chuyện. Xung quanh những cái câu chuyện mà như chị Thúy thì đặt ra cái vấn đề đó, thì tôi chia sẻ luôn, trao đổi luôn các bác. Người mù đi ăn cỗ là cả một cái, một cái, một, một cái vấn đề, một câu chuyện có rất nhiều cái góc khuất, có rất nhiều cái góc khuất. Đấy. Nên là người mù ấy, ở trong gia đình thì cái sự thấu hiểu và cảm thông là một điều hết sức quan trọng. Đấy. Nhất là những câu chuyện ở đây có nhiều bác làm con rể rồi, mà ví dụ như các bác là lấy vợ là người mắt sáng nhé, các bác là con rể, thì khi mà về gia đình nhà vợ ấy, thì vợ thì còn phải làm chứ. Thế ai chung, ai ngồi với mình, ai chơi với mình? Mình thì không làm được. Đấy, thế là mình cứ ngồi một chỗ. Ngồi, tôi nói thật xin lỗi các bác, cứ ngồi đến nỗi chán chuyện, không còn biết làm cái trò gì. Như kiểu gọi là đúng tinh thần là chỉ ngồi chờ đến bữa cơm thôi. Mà đến bữa cơm ấy, mà mình mà chỉ có vợ mình mới hiểu mình thôi, thì vợ mình lại còn phải ở trong bếp. Đấy. Thế thì mình sẽ được xếp vào ngồi một mâm bất kỳ. Thì ngồi ở cái mâm bất kỳ đó thì câu chuyện, tất cả những câu chuyện chúng ta vừa mới nói với nhau ấy, nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra. Mà không phải là người vợ nào cũng đủ tinh tế để biết là, ví dụ thỉnh thoảng người ta chạy qua, người ta bảo anh ăn gì em lấy, hoặc là người ta cố tình nói to lên để cho những người xung quanh nghe thấy, những người trong mâm đấy nghe thấy, để biết là cần phải quan tâm đến chồng người ta vì chồng người ta là người khiếm thị. Nhưng không phải ai cũng làm thế đâu. Đúng không ạ? Có những người người ta không làm thế thì chúng ta bị đói, đi ăn cỗ mà bị đói là cái chuyện thường tình của người khiếm thị chúng ta. Đấy, nó là đặc sản của người mù đấy. Câu chuyện thường tình của người khiếm thị. Thế xung quanh những cái câu chuyện người mù đi ăn cỗ giờ này, các bác, các anh, các chị có muốn chia sẻ gì thêm không ạ? À, mời ban tổ chức chuyển mic. Vâng, để cái cuối năm 2023 vừa rồi thì ở xóm mình có, họ có tổ chức đi ăn liên hoan. Thì trong khi đó thì người nhà cũng rủ mình đi, bảo thì anh có đi ăn cùng không, để em cho anh đi. Mình bảo có thì đi ăn liên hoan được. Thế sau đó mình hôm đấy mình đến ăn liên hoan thì mình vào bàn ngồi, mình cũng chẳng dám hỏi là cái ở đây có những món gì
với ai cả. Mình chỉ bảo hỏi nhỏ với người nhà, bảo là ở đây có món gì thì có thì hỗ trợ anh gấp cho anh nhá. Thì mình hỏi là người nhà bảo theo ở mâm đây là có xôi không, thì người nhà bảo là không có xôi đâu, ở đây chỉ có cơm thôi anh ạ. Thì anh ăn cơm không? Thì anh ăn cơm thì ở đây có giò này, có nộm này, thì em gắp cho anh. Thì giò nộm thì các gắp thôi. Đấy, mình nhiều lúc mình không dám hỏi, mà mình hỏi thì kiểu tế nhị như thế thì bạn tự nhiên là người nhà thế tả một loạt món ở đây, ở trong mâm này có món giò, món chả, món rau. Đấy, thì mình tự nhiên thì em gắp cho mình thôi. Tất nhiên mình cũng không hỏi nhiều là mới vào mâm. Đấy, cũng là một cái hỏi tế nhị, để hỏi nhỏ với người nhà đó. Vâng, xin hết ạ. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Mời các bác, anh, các chị có ai chia sẻ gì thêm về cái vật chủ đề này không ạ? Ai cũng gặp phải đấy ạ. À vâng, mời anh Phúc, ủi quý quá. Vâng, mời anh. Kính thưa các thành viên của câu lạc bộ, tôi là Thành Phúc ở Thành Xuân. Thì xin chia sẻ với câu lạc bộ một cái câu chuyện như này. Là cái câu chuyện này chắc nhiên là, tất nhiên là ai là người khiếm thị mà là người mù tịt hẳn ấy là đều xảy ra hàng ngày. Trước hết là cái này là cái nhỏ thôi, nhưng mà tất nhiên ai cũng phải xảy ra. Ví dụ như trường hợp như tôi này, ở nhà ấy, tôi để con dao hoặc là cái lược tôi chải đầu, đang chải đầu mà rơi cúi xuống không biết chỗ nào, rơi vừa rơi xuống mà cúi xuống không biết chỗ nào mà nhặt, sờ mãi không thấy. Thế là mãi thì tôi sờ mãi không thấy, xong rồi con chạy vào nó bảo: "Thế bố tìm cái gì đây?" "Bố tìm cái lược nó vừa rơi đâu mà chắc không thấy." Nó bảo: "Đây này, ngay chỗ này mà ngay này mày nhìn thấy, bố nhìn thấy, nó nhìn thấy." Đấy là một cái. Hai là cái con dao ấy, nếu ở nhà người khiếm thị là phải người ta làm đâu phải để đấy thì người ta mới biết chỗ mà lấy. Chứ bây giờ mình đang để con dao chỗ này nhưng mà mai vợ con mình lấy nó làm cái gì, nó để chỗ khác, lúc mình sờ đến không thấy, bảo con dao vừa hôm qua để đây mà đâu nhỉ, xong họ tìm mãi nó cái chả có ai ở nhà, rồi bảo xong rồi con dao vừa hôm qua vừa thấy ở đây mà bây giờ nó chả thấy đâu cả. Thế thì mãi về sau vợ nó về nó bảo: "Thế ông cái gì mà ông cứ có loạn gì đấy, mà con dao hôm qua vừa để đây mà mẹ con nhà cô làm nó vứt đâu?" "À bà ơi, hôm qua quên nó cầm nó để ra trong này rồi." Đấy, những cái chuyện như vậy thì tất nhiên là người khiếm thị, nhất là người tịt hẳn ấy, của chúng ta ấy, thì đều phải gặp đấy. Thế còn cái trường hợp nữa là cái trường hợp đi ăn cỗ ấy, thì như anh Cường anh nói là hoàn toàn chính xác. Rất ai là người khiếm thị đều dính phải. Như tôi trường hợp một lần đi ăn cưới ấy, thì cũng đi với bạn thật, nhưng mà bạn gọi là chưa phải biết rõ về mình, chỉ gọi là bạn trong cái tình cảm bạn bè xa xôi thôi, chứ họ không nắm rõ về cái hoàn cảnh của mình lắm. Thế thì hôm ấy cũng đi ăn cưới với nhau, thì mình bảo nó bảo là: "Thế ông ăn tôm mà tôi gắp tôm nhé, tôm phải tôm hấp không ạ?" Nó như người ta ấy thì là bóc cho mình con tôm, nhưng mà nó để cả gắp hai con tôm ở bát to đùng cả vỏ. Mình cứ loay hoay chả biết thế nào. Mình bảo, bóc thì bẩn tay, mà không biết là bóc kiểu gì. Mà trông cả một cái mâm như thế, cả mâm như thế thì mình bóc kiểu gì. Mình loay hoay mãi, nó bảo: "Chứ ông không ăn đi à?" Ôi giời, nhưng mà cái tôm này mình không ăn, không dám ăn. Và sao không dám ăn? Bụng nó không ăn được con tôm này, vì ăn vào sợ đau bụng. Thế bảo bây giờ tôi gắp ra ăn gì, tôi bảo: "Thế ông gắp cho tôi lộn này." Thế là nó gắp tôm ra. Thế là mình rất thích ăn tôm nhưng mà không dám ăn, bởi vì con tôm nó cả vỏ, không ai bóc. Thế là mình chỉ ngồi ăn lộn. Ăn lộn xong nó bỏ nó đi đâu ấy, nó bỏ đi đâu hết lộn rồi, mình không biết là gắp cái gì nữa. Mình tự thò vào gắp. Mình gắp miếng xương. Thế mấy ông bạn bên cạnh ông bảo: "Ông này thích ăn xương rồi, toàn gắp xương."
Nhưng mà đấy là câu chuyện của tôi, rõ ràng là bản thân tôi dính phải như vậy. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn anh Phúc. Câu lạc bộ cho chàng vỗ tay đi ạ. Câu chuyện của anh Phúc lại đặt ra cho chúng ta những vấn đề rất thú vị, đúng không ạ? Thứ nhất là vấn đề đi ăn cỗ. Thì thật ra mà nói là người mù chúng ta ấy, đi ăn cỗ là thường là đụng đến những cái món khó ăn là ngại. Ví dụ như là thích ăn xương, thích gặm xương gà, nhưng mà không biết vứt xương ở đâu là ngại. Thì khi ngại lại phải làm trái với cái lòng mình. Thôi thì ăn cái món mình không thích, nhưng mà nó dễ. Đúng. Thế còn ví dụ cái món tôm ấy, thì nói thật với anh Phúc là ai ăn cũng phải tự tay mà bóc. Kể cả người mắt sáng cũng phải tự bóc lấy mà ăn. Đúng không ạ? Mình không bóc thì người ta phải bóc cho mình. Đúng không ạ? Thế nên là nếu mình muốn tay mình sạch thì tay người khác lại phải bẩn. Do vậy là nếu mà người ta gắp con tôm vào ấy thì mà mình muốn ăn thì thôi, người ta không bóc mình cũng phải tự bóc lấy thôi. Đúng không ạ? Thế nên là cái việc mà, bởi vì là ví dụ với cái việc bóc tôm ấy thì chả ông nào dùng đũa được. Chả ông nào, ví dụ mình đụng đến tôm, cua, ghẹ là đều phải dùng tay, ông nào cũng phải dùng tay hết. Đấy. Do vậy thì riêng cái chuyện này thì mình lại rất bình đẳng với người bình thường. Tức là muốn ăn thì phải lăn vào bếp, muốn ăn tôm thì phải thò tay ra bóc. Đúng không ạ? Đấy. Thế nên là ở đây ấy, có nhiều cái câu chuyện mà chúng ta có thể là anh Phúc, anh nghĩ là người sáng người ta có cái cách nào đấy để mà người ta ăn cái con tôm này mà nó lại không bẩn tay. Đúng không ạ? Nhưng mà nói thật là không có cách nào đâu các bác ạ. Ai mà đụng đến cái món đấy cũng phải thò tay vào mà bóc hết. Đúng không ạ? Đều phải để... Có chỗ bỏ vỏ. Đúng rồi ạ. À đây rồi, xin mời chị Hà. Chị Hà có nhiều kinh nghiệm phong phú lắm, mời các bác nghe. Vâng, xin phép các bác anh chị là nối tiếp cái phần liên quan đến vụ ăn cỗ. Vì ăn cỗ thì các bác bàn cũng xôm chuyện quán lên, bản thân em xin có ý kiến tí thế này. Đấy là điện thoại chuyện, đấy. Cái chuyện ăn cỗ ấy, nó có rất là nhiều những cái câu chuyện hài hước mà các anh các chị cũng đã kể ra rồi. Bản thân em thì cũng đã từng có lần đi ăn cỗ mà một mâm, các anh chị thử nghĩ rằng xem 6 người, cả 6 người không nhìn thấy. Các anh các chị sẽ nghĩ thế nào khi mà 6 người đấy không nhìn thấy mà phải ngồi một mâm cỗ? Cứ thử đặt tình huống của mình xem thế nào đi ạ. Và chúng em phải giải quyết bằng cách là thế này. Trước mặt ai, nói như Thúy là trước mặt ai có đĩa nào thì thử. Sau đó thì báo lên để cả mâm biết rằng là trước mặt Hà là đĩa nộm nhá, trước mặt Cường sẽ là đĩa thịt gà nhá. Ai ăn thịt gà thì anh Cường cho em xin miếng thịt gà. Muốn ăn nộm thì Hà ơi gắp cho chị xin miếng nộm. Đấy, tức là ít nhất thì cũng đã được 6 món ở trên cái mâm đấy rồi. Nhưng phải xác định một điều rằng là không có chuyện chấm chiếc rồi, không có cái chuyện mà cái gì gia vị cái này và phù hợp với cái kia đâu. Điều đấy thì phải thông cảm thôi, không có cách nào khác cả. Và khi mà nhà người ta có công có việc ấy, thì mình nhiều khi mình cũng khó. Nếu như người ta biết ý thì người ta đặt người hỗ trợ giúp đỡ, còn không có thì thích nghi hoàn cảnh thôi. Và cũng có một cái trường hợp là chỉ có 6 người nên có 6 món, và cuối cùng khi đứng lên ăn thì vẫn món có món. Như có lần anh Cường chia sẻ là vẫn còn được bọc nguyên màng bọc thực phẩm mà chưa được bóc ra. Nghĩa là cái món đấy là chưa một ai được biết đến cả, vì nó không nằm ở quản lý của người nào nên thành thử người ta sẽ không biết. Thì cái chuyện đấy là đã từng có, chứ không phải là không ai. Cụ thể như là có lần chúng em đi ăn đám cưới của ngay chính anh Thái đây này, một mâm toàn là người mờ, người mù, và chúng em cũng không thể nào quản hết một cái mâm cỗ của nhà anh Thái hồi đấy tổ chức đám cưới cho bạn Thái nhà mình ở đây. Thì đấy cũng là những cái câu chuyện rất là vui thôi, nhưng mà thực ra thì thực tế nó cũng đã có chứ không phải là không có. Và hơn nữa là cái món tôm mà như anh Phúc nói ấy, cũng báo cáo thật với các bác là như bản thân em, nếu như mà người sáng mà không bóc tôm thì thú thật là em vẫn có cách ăn mà không phải bẩn tay. Đấy là buộc em phải dùng việc gì ạ? Em đưa lên và em cắn nhỏ từng miếng một, rồi sau đó em tự lừa, tự lọc. Vậy thôi, chứ còn thì chúng ta thì không thể có nói chuyện. Mà nếu muốn ăn mà chúng ta lại có người bóc cho thì quý rồi, mà không có người bóc mà chúng ta thôi bỏ thì cũng chấp nhận. Việc đấy là phải chấp nhận rồi. Nhưng em thì muốn chia sẻ thêm một chút là không biết các ba anh chị ở đây đã từng có ai ra đường
mà chúng ta gặp một cái tình huống là người sáng mắt họ rất là nhiệt tình. Họ muốn giúp đỡ chúng ta từ việc đi lại cho đến việc sang đường. Không biết là mọi người đã có ai gặp chưa, và cái cách mà mọi người giúp ở trên đường ấy, nó đã phù hợp với người kiếm thị chưa? Ví dụ này, có trường hợp anh chia sẻ là khi mà dùng gậy ra đường thì cái gậy gậy trắng của chúng ta ấy, nó sẽ có cái chun, tức là ở giữa cái gậy gậy thì nó là một cái sợi sợi dây, nó hơi co giãn được, đúng không các bác anh chị? Đúng không ạ? Đấy, không phải là so, mà nó là một cái sợi dây kết nối các cái khúc gậy với nhau đó, đúng không ạ? Và chúng ta có thể là cái khi mà bị kéo thì nó sẽ giãn, và người ta rất là nhiệt tình, người ta cầm cái gậy đấy, người ta dẫn đường, nhưng người ta đi nhanh hơn cả cái, mình, và cuối cùng là cái gậy nó bị kéo giãn. Thì không biết là các bác anh chị đã ai bị chưa? Rồi thì ví dụ người ta cầm tay mình, người ta cầm thì người ta cứ đi thật nhanh, và mình ở đằng sau cứ như là kiểu kéo đi. Thì không biết những cái tình huống như thế các bác anh chị sẽ xử lý như thế nào? Đấy, cái điều đấy cũng là cái điều mà với sự giúp đỡ của cộng đồng mà chúng ta là những người được đón nhận, thì chúng ta thấy rằng nó không phù hợp, thì các bác anh chị sẽ ứng xử kiểu gì? Thì cũng mong là các bác anh chị sẽ chia sẻ để chúng ta có thêm kinh nghiệm. Mà hôm nay thì chúng ta nói những câu chuyện thực tế đời thường mà hàng ngày người khiếm thị chúng ta gặp ấy, thì những cái gì mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau để trở thành kinh nghiệm cho nhau thì chúng ta cũng nên nói. Thì em chỉ xin có ý kiến như thế thôi ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị Hà. Thực ra thì chúng ta đang nói với nhau những cái câu chuyện như này. Nếu mà nói về cái chủ đề ăn cỗ, tôi nói nếu mà bây giờ mà khai thác các khía cạnh ý, có khi chúng ta nói từ giờ đến mai không hết được, riêng việc người mù đi ăn cỗ thôi. Tức là nó có những cái câu chuyện mà như chị Hà chị đặt ra đấy. Tức là ăn xong là còn vẫn còn thừa mấy đĩa chả ai đụng đến, tại vì không biết nó là cái gì, không biết nó ở đâu mà gắp, mà lấy. Thế thì nó lại có một cái tình trạng như này. Nhiều gia đình bây giờ người ta mời người khiếm thị đi ăn cỗ ấy, là lại thế này cơ. Một là người ta xếp cho người khiếm thị ngồi ở cái khu vực riêng, tức là khuất, để cho các anh các chị múa may theo cái kiểu khiếm thị, đúng không ạ? Để một, nhiều khi là họ có ý tốt thôi, họ muốn là để cho chúng ta tự nhiên, và cũng tránh được cái sự tò mò của những người xung quanh. Bởi vì các bác các anh các chị cũng biết đấy, chúng ta làm cái gì là họ thích nhìn lắm, không giống ai đâu. Ở đây có bác khiếm thị nào mà ngày trước mà đã từng làm dâu nhá, thì tôi kể những cái câu chuyện mà khi các bác anh các chị chúng ta làm những cái việc bình thường nhất, ví dụ như là vo gạo, nhặt rau, thổi lửa, đều có những cái con mắt xung quanh người ta nhòm ngó, người ta xem chúng ta làm kiểu gì. Bởi vì chúng ta làm thì làm được, nhưng có khi nó không giống ai cả, đúng không ạ? Nó không giống ai. Thế thì bây giờ là cái câu chuyện mọi người có nghe nói đến cái cô mà đạt cái giải cuộc thi vua đầu bếp ở bên Mỹ là người khiếm thị chưa ạ? Nghe rồi đúng không ạ? Thế thì cô ấy có chia sẻ một bí quyết như thế này, là tất cả phụ thuộc vào sự gọn gàng và phụ thuộc vào bộ dụng cụ nhà bếp mà cô ấy thửa riêng cho mình cô ấy. Có nghĩa là tất cả các loại gia vị sẽ được để ở đúng vị trí quy định, và mỗi loại gia vị để đều có một cái hũ đựng khác nhau, sờ là biết loại gì, và cái thứ ba là đều có cái dụng cụ để đong nó. Ví dụ như bây giờ bình thường nhá, người bình thường nấu cơm khi mà nêm nếm mắm muối ấy, nhiều khi là người ta áng, đúng không ạ? Nhưng người mù áng làm sao được? Không áng được thì phải có dụng cụ. Đấy là cái câu chuyện là lại đi sang một cái lĩnh vực là người mù nấu bếp nhé. Nhân cái ý kiến của anh Phúc ấy, là cái chuyện để đâu để đó ấy. Tôi bản thân tôi đã từng phải hy sinh, tức là chấp nhận đau thương. Tôi nhớ là hồi con gái tôi mua được một cái món đồ chơi mà nó rất là thích. Đấy, nó để ở cầu thang. Tôi đi và tôi dẫm vào làm hỏng của nó, mà nó khóc mất mấy ngày. Đấy. Nhưng mà khi tôi dẫm vào, tôi biết là tôi dẫm vào cái đồ chơi ấy, là tôi dẫm vào lại đau chân. Tôi dẫm thêm cho phát nữa cho nó hỏng hẳn, để cho các cháu biết một điều là nếu như các con không để đúng vị trí thì phải chấp nhận thương đau là bố phá hỏng cái đồ chơi này, đúng không ạ? Tất cả đều phải giáo dục hết, không có cái gì là tự nhiên cả. Nên bây giờ đồ chơi chúng nó để cẩn thận lắm, nó không cẩn thận thì hỏng còn lâu bố mới mua cho cái mới.
phải chấp nhận thương đau. Và cái câu chuyện là đồ của chúng ta để đâu là rõ ràng là người ta gọi là lộn xộn trong trật tự. Có nghĩa là chúng ta phải có cái quy định riêng thì chúng ta mới nhớ được bất kể đồ đạc gì. Còn những trường hợp bất ngờ xảy ra thì không nói nhé. Nhưng mà những cái trường hợp bình thường trong gia đình ý, là đồ đạc của chúng ta phải để theo đúng cái thứ tự. Nên là người khiếm thị chúng ta nhiều người rất sợ có người khác đến chơi. Vì sao ạ? Vì đảo lộn hết. Đấy. Đáng nhẽ cái đồ này quy định chúng ta để đây, nhưng người ta đến người ta lấy người ta dùng xong ấy, thì người ta không nghĩ là cần phải để nó vào đúng cái chỗ đấy. Đây cũng là một cái điều mà cần phải được giáo dục. Vợ con chúng ta, chồng con chúng ta cũng vẫn thường xuyên buông quăng bỏ vãi kiểu như thế, bởi vì họ nhìn thấy. Họ nhìn một cái họ có khi họ biết ngay. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy, nó chỉ lệch đi một tí là chúng ta không làm nào được. Đấy là liên quan đến cái lĩnh vực mà đồ đạc sắp xếp, đồ đạc gọn gàng. Thế qua đến cái câu chuyện của chị Hà chia sẻ thì tôi lại kể một cái câu chuyện chính từ bản thân tôi. Ngày xưa khi mà tôi đi học ở Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ấy, có một cái cô học đàn piano tên rất là đẹp, cô ấy họ Hoàng, tên là Hoàng Hậu. Thì hôm đó học xong thì cô giáo ở lớp có bảo là Hậu đưa anh Cường về ký túc giúp cô. Đấy. Thì bạn ấy cũng đưa tôi về ký túc, nhưng mà theo một cái cách là bạn ấy túm lấy áo tôi, bạn ấy dắt. Tức là không cầm tay, túm áo dắt đi. Và tôi tự ái là ngày đấy tôi cũng thanh niên mới lớn mà, bảo nhìn mình tuy là mù nhưng mình có phải hủi đâu, mà nó lại túm áo mình, nó dắt lên, nó sợ sờ vào mình thì nó lây bệnh à. Thế là tôi đập một cái mạnh vào tay bạn ấy và chấp nhận ở lại trên phòng học trong một lúc rất lâu vì không còn ai đưa về nữa. Đấy, đấy là người ta phải trả giá đấy. Nhưng mà lúc đấy tôi về tôi thấy tổn thương kinh khủng. Đấy, tổn thương về cái việc mà người ta túm áo mình, người ta kéo đi. Người ta không cầm tay mà người ta túm áo cơ. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà chị Hà vừa chia sẻ, người ta túm một gậy người ta dắt. Thì ở đây nó có mấy vấn đề. Một là người ta không hiểu mình. Hai là người ta cũng sợ đấy. Người ta cũng sợ đấy. Nhỡ cầm tay ông ấy lợi dụng, ông thò tay, ông khò khoảng. Nhất là với phụ nữ, ông khò khoảng, ông ấy lại sờ, ông ấy giả vờ, ông bóp. Trong cái sinh hoạt đời thường, nếu các bác anh các chị thường xuyên tham gia bằng xe buýt nhá, nhiều lúc ấy, phụ xe người ta cứ đùa tếu, người ta bảo chính các ông ấy sướng nhỉ. Bảo sướng thế nào? Bảo sướng nếu mà có sờ nhầm, bóp nhầm mà chị em người ta cũng chả nói được. Mà thế nào không nói được? Mà thế, nếu mà người ta nói các ông mà tôi mù thì chẳng may, tôi xin nhầm, xin lỗi. Chứ chúng tôi mà sờ nhầm mà thế nó đánh chết, nó chửi. Đấy, thì nó có những cái câu chuyện, nếu mà gọi là những cái câu chuyện cụ thể thì nó rất nhiều. Nhưng mà đấy là những cái hiện tượng chung. Đấy. Do vậy ý, là cái việc trợ giúp người khuyết tật cũng như là trợ giúp người khiếm thị chúng ta thì nói thật với các bác, các anh, các chị là cũng cần phải có kiến thức đấy. Lòng tốt không thôi chưa đủ đâu. Cần phải có kiến thức, cần phải có cái kỹ năng. Đấy. Tôi thì rất là mong mỏi là trong thời gian tới ấy, các cháu học sinh khi mà đến trường ấy sẽ được học một cái tiết gọi là cái tiết hiểu về người khuyết tật. Ở trong cái tiết đó ấy, các cháu nó sẽ được học về người khuyết tật và những đặc trưng của người khuyết tật, các dạng tật khác nhau và trợ giúp như thế nào. Tôi biết là hiện nay ấy, ở trong cái chương trình gọi là tự nhiên xã hội của trẻ con tiểu học ấy, cũng có cái nội dung là học liên quan đến người khuyết tật, nhưng mà hình như nó chỉ có 1-2 tiết trong cả một năm học thôi. Đấy, thì do vậy thì tôi cảm thấy là như thế là quá ít. Quá ít, các cháu nó không nhớ, nó không ấn tượng. Nhưng mà nếu một tuần có một tiết chẳng hạn thì nó lại khác. Tức là nó trở thành một môn, một cái học phần.
để các cháu nó được làm quen. Đấy, thì như vậy thì trong thời gian sắp tới, khi mà cộng đồng hiểu về chúng ta ấy, hiểu về chúng ta ấy, thì trợ giúp chúng ta sẽ thuận lợi hơn. Đấy. Có nhiều người người ta rất sẵn lòng tốt, nhưng cũng không biết giúp chúng ta như thế nào cho nó đúng. Đấy, mà giúp không cẩn thận thì nó lại phản tác dụng, nó lại khiến chúng ta tự ái. Đấy. Ví dụ như là có nhiều người ấy là, ví dụ ở các nước văn minh nhá, người ta chỉ giúp chúng ta khi chúng ta lên tiếng thôi, hoặc là chúng ta phát ra cái ký hiệu cần được trợ giúp. Đấy. Ví dụ như là muốn sang đường thì giơ cái gậy lên đấy chẳng hạn, để người ta nhìn thấy người ta sẽ cầm vào cái đầu gậy để người ta dắt chúng ta sang đường. Ở bên nước ngoài là người ta làm thế đấy, chứ người ta không cặp tay đâu, nhưng người ta lại coi chuyện đó là bình thường. Nhưng ở Việt Nam ấy mà làm như thế thì chúng ta lại hiểu rằng, à mày khinh tao à, tao có phải hủi đâu. Thế thì bây giờ là cần phải có cái sự hiểu nhau từ hai phía. Chính bản thân chúng ta cũng phải thay đổi suy nghĩ. Và ở Việt Nam chúng ta thì lại hay có cái hiện tượng là chúng ta chỉ cần đi thôi, tự nhiên có người ở đâu chạy ra, cứ đẩy từ đằng sau. Có khi mình định đi thẳng nhưng người ta lại đẩy sau lưng mình cho mình đi rẽ sang cái bên kia, bởi vì người ta nghĩ rằng là mình đang cần đi sang bên đấy. Người ta cũng chả hỏi là đi đâu. Đấy. Nên là cũng người Việt Nam mình vốn nhân hậu mà. Nói thật với các bác, rất nhiều người tốt, chẳng qua người ta chưa biết cách giúp chúng ta như thế nào thôi. Đấy. Ở các nước tiên tiến nhá, nếu mình không đưa ra ký hiệu cần trợ giúp ý, thì người ta cứ kệ. Ví dụ như anh Phúc anh chia sẻ đấy, anh cái tay anh cứ khò khò ở dưới đất để tìm ý, thì ví dụ như là vợ nhìn thấy hay là ai nhìn thấy ý, người ta sẽ bảo anh tìm cái gì đấy, đúng không ạ? Nhưng ở các nước thì không thế đâu. Mình mà không đưa ra yêu cầu họ cứ kệ, vì họ không biết mục đích của mình là gì. Không biết mục đích của mình gì, không biết mình cần cái gì. Và họ thì lại cho rằng đấy là cái sự tôn trọng đối với những người khuyết tật. Tức là anh nhờ thì tôi mới giúp, anh không nhờ tôi không giúp. Đấy, nó là cái câu chuyện như vậy. Xung quanh những cái vấn đề mà những khó khăn của người khuyết tật thì bây giờ nhá, vừa rồi chúng ta vừa chia sẻ đến cái việc ăn rồi, đến cái công việc tìm kiếm đồ đạc rồi, đến cái công việc mà tham gia giao thông đi ở ngoài đường rồi. Bây giờ chúng ta lại chia sẻ đến cái sự gọi là cái sự nấu ăn, đúng không ạ? Cái việc nấu ăn thì nói thật với các bác, các anh, các chị là về thưởng thức trong gia đình thì các bác, các anh, các chị, nhất là các bác gái ấy, chúng ta giỏi lắm. Không biết ở đây các bác ngồi đây là còn bác nào biết đan len nữa không ạ? Có, đúng không ạ? Ngày xưa là người khiếm thị đã từng đan len thuê đấy. Đan len thuê để kiếm thêm thu nhập đấy. Người mù hoàn toàn ấy, đan len thuê đấy. Mà cái phong trào này trước đây ở chỗ Ba Đình, Hoàn Kiếm là nhiều người làm được. Đấy. Có tổ đan len hẳn hoi thì họ đan bằng cách nào? Họ đan bằng cách nào? Họ đan bằng cách tính mũi, đếm mũi và phân chia các cái cuộn len, để riêng các cái cuộn len theo màu ấy, để họ pha, họ phối. Như vậy họ sẽ phải đếm từng mũi đan. Đấy. Ngày xưa các bác đan được đấy. Các bác giỏi lắm. Đấy, đấy đan màu đây anh. Đan màu đấy. Ví dụ họ biết là từ mũi thứ này đến mũi này đến mũi này là dùng màu này. Và từ mũi kia đến mũi kia thì dùng màu khác. Đấy. Nên phải nói các bác rất giỏi. Thế trong cái chuyện mà nuôi con ấy, thì nếu mà tổ chức một cái diễn đàn để cho các bác chia sẻ nhé, thì tôi nói tha hồ nhiều câu chuyện. Đúng không ạ? Thay tã cho con thế nào? Có đút bột vào mũi con không?
Bây giờ kể cả những cái người mắt sáng nhá, người ta cho con ăn bột cũng có công cụ hết rồi. Người ta có một cái bình và có một cái thìa. Sau đó người ta chỉ cần đặt cái thìa vào đó và người ta bóp là bột chảy ra. Ngày xưa làm gì có. Đúng không ạ? Nên là người khiếm thị, nhất là người mù ấy, nuôi được một đứa trẻ con nữa, tạo một cái diễn đàn cho các bác chia sẻ. Mà tôi nghĩ là cũng nên có một cái diễn đàn cho các bác chia sẻ. Quá nhiều câu chuyện luôn. Quá nhiều câu chuyện. Mà những khó khăn là có thật, nhưng mà mọi người lại vẫn vượt qua được. Vẫn vượt qua được. Đấy. Thậm chí là tôi nói luôn là ở Đông Anh ấy, ngày xưa là có một cái thành tích mà cứ đại hội hội phụ nữ lần nào cũng nêu gương, là có một bà phó chủ tịch hội người mù huyện Đông Anh, mù hoàn toàn từ bé, mà không những nuôi một mà còn dám tự đẻ và tự nuôi ba đứa con cơ mà. Ba đứa chứ không phải một. Đúng không ạ? Ba đứa con gái. Bây giờ ba đứa đấy đều rất giàu có. Lấy chồng gần nhà. Rất giàu có. Bà có mười mấy đứa cháu ngoại và rất nhiều chắt. Đấy. Rồi ngay như là nhà chú Trung với cô Hiệp ở Hai Bà Trưng đây này. Không phải ba mà còn bốn. Đúng không ạ? Bốn. Nhưng mà biết la hay là SOS thì đấy cũng nuôi hộ hai đứa rồi. Đúng không ạ? Còn bà Năm này, bà một tay bà không có chồng mà bà nuôi được ba đứa con cơ. Một người mù hoàn toàn đấy. Mù hoàn toàn đấy. Thì các bác phải hình dung những cái câu chuyện như thế này. Nên bây giờ trong các cái vấn đề nội trợ bếp núc nhá, tôi nói thật là ngày xưa tôi về Đông Anh ấy, hầu hết những vấn đề nội trợ bếp núc ấy, không cái gì làm khó được cô ấy nữa. Không cái gì làm khó được cả. Bởi vì người ta làm được hết. Chỉ có điều người ta làm theo cái cách riêng của người ta. Và tất nhiên nếu mà nhìn bằng mắt vào thì sẽ thấy nó buồn cười, không giống ai. Người ta gọi là siếc khỉ đấy. Ngày xưa khi mà người mù mới dùng smartphone ấy, là người ta gọi là các ông biểu diễn siếc khỉ. Mở ra gạt gạt, sờ sờ, quẹt quẹt, mãi không gọi được một số, không viết được một chữ. Đúng không ạ? Mà người ta cầm điện thoại, người ta nghe vào mắt đây, các ông lại cứ dí vào một bên tai ấy. Xong một tay bắt tay. Tôi kể một cái câu chuyện này. Điện thoại của tôi thì tôi lại hay tắt màn hình. Thế hôm mà tôi về quê ngoại, tôi ngồi buồn thì ăn cỗ cưới, tôi dở điện thoại ra tôi nghịch. Thế có một cái ông cứ nhìn. Xong ông ấy ra, ông ấy bảo với lại vợ ông bên cạnh, bảo khổ, chắc là mắt nó không nhìn thấy vợ nó đưa cho cái điện thoại đồ chơi nghịch cho đỡ buồn. Chứ biết cái gì đâu. Đấy, nó có cái màn hình gì đâu, chắc vợ nó kiếm đâu được cái điện thoại hỏng. Đấy, nó đưa cho mà dùng đấy. Từ nãy giờ cứ quẹt quẹt gạt gạt suốt đấy. Khổ thân, mắt đã kém lại còn ngớ ngẩn dở hơi. Nó đưa cho cái điện thoại đồ chơi đấy, cứ gạt gạt từ nãy giờ ấy. Đúng không ạ? Vì họ không thể biết được là chúng ta dùng kiểu gì. Đã thế thì ông lại còn cho cái màn hình nó đen xì ra. À, mà ông cho cái màn hình nó đen xì để làm gì? Để cho nó đỡ tốn pin. Đấy, để cho nó đỡ tốn pin. Thế nên là nó có những cái câu chuyện là nó buồn cười như vậy đấy. Nhưng riêng mà cái câu chuyện mà ở đây có, không biết là có bác khiếm thị nào mà các bác làm dâu mà sống chung với bố mẹ chồng không ạ? Các bác gái ạ, có không ạ? Có đầy đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì như thế lại là cực nhiều câu chuyện. Đấy, người khiếm thị làm như nào, làm ăn kiểu gì. Đấy. Ngày xưa hồi ở bên Đông Anh ấy, có mấy người, người ta cũng nghịch. Thì có hai vợ chồng, một cái bác ở Đông Anh thì cứ nấu cơm. Xong rồi nấu cơm xong thì là bê cái mâm cơm ra, đặt ở đấy. Để vào bê nốt nồi cơm, nồi canh các thứ ra thì để cái mâm đặt đấy. Đến lúc ra chả sờ thấy đồ đâu cả. Bởi vì là nó bê xứ đi mất. Xong ông đổ cho bà đổ cho ông. Vì hai người đều không nhìn thấy mà.
ông đổ cho bà đổ cho ông. Đấy. Hay là có một bác thì nấu một nồi canh đậu thì đổ đậu vào nồi, không đổ, đổ luôn ra bếp giò. Đến lúc mà ăn ăn cơm thì thay nhau khoắng, khoắng mãi không thấy đậu đâu. Thì ông nghĩ là bà ăn hết, bà lại nghĩ là ông ăn hết. Thế là hầm hè với nhau. Xong đến tối mới lôi nhau ra chửi nhau thì mới hóa ra là vào chỗ bếp giò thì thấy đậu đổ hết ra bếp giò. Thế là chả ai được miếng nào. Còn cái câu chuyện mà dịch, nó dịch chuyển ấy, ví dụ người bình thường nó vào, ví dụ như ông bà đĩa rau là quy định để ở đây nhá, bát nước mắm ở đây, đĩa cà để ở đây là chỉ là nhớ rồi. Nhưng mà cái thằng nó vào, nó đi nhẹ nhẹ vào cho nó cứ xê nó dịch đi, nó đổi cái đĩa nọ ra cái đĩa kia. Thế là ông bà gắp là cứ gõ cạch cạch vào mâm. Đâu? Cứ gõ cạch cạch vào mâm. Đấy, nên là nó có quá nhiều câu chuyện mà chúng ta có thể nói với nhau trong cái sinh hoạt ăn uống rồi cuộc sống bình thường của người khiếm thị. Đúng không ạ? Nên tôi nghĩ là sắp tới chúng ta cần phải mở nhiều cái buổi sinh hoạt, nhiều cái diễn đàn để chúng ta nói được với nhau những cái câu chuyện. Ví dụ như là câu chuyện nuôi con, đúng không ạ? Câu chuyện nấu nướng nội trợ gia đình. Đấy. Thế thì bây giờ còn một cái khía cạnh nữa mà tôi muốn đề cập với các bác. Đấy là cái câu chuyện ăn xong rồi nhá. Bây giờ đến câu chuyện nói. Bây giờ đến câu chuyện nói. Thì các bác có công nhận với tôi là người khiếm thị chúng ta có một cái, có một cái như khuyết điểm là như thế này. Nói nhiều và nói to. Đúng không ạ? Các bác có thấy đúng không ạ? Một là nói rất nhiều, hai là nói rất to. Đấy. Nói cái này xuất phát từ nguyên nhân tâm lý thì người khiếm thị có nhu cầu bộc bạch và chỉ sợ người khác không hiểu mình thôi. Nên là nói nhiều. Còn vì sao lại nói to? Nói về cái tâm sinh lý nhá, thì người khiếm thị hay nói to là vì không xác định được người nghe đứng ở cách mình bao xa. Có đúng không các bác? Không xác định được người ta cách mình bao xa nên là hay nói to. Đấy. Một phần của việc nói nhiều nói to là do người khiếm thị chúng ta không biết, không quan sát được thái độ của người nghe để điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ như là xem là người ta có đang chăm chú nghe mình nói không, đúng không ạ? Hay là có khi là người ta còn đứng đấy không. Có rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra là người khiếm thị cứ ngồi nói một mình, người nghe đi mất rồi, người mù cứ ngồi nói vì nghĩ là người ta vẫn ở đấy. Đấy. Thế thì cũng giống như cái chia sẻ đầu tiên của anh Tuấn Anh ấy, là nhiều khi người mù lại hay làm ra bí hiểm. Tôi nhớ cái câu chuyện mà khi mà có cái đồng hồ nổi ấy, ngày đấy tôi còn trẻ con, thì khi đi mà tôi xem được giờ ấy, thì người ta hay hỏi anh làm nào xem được giờ. Người ta ngạc nhiên lắm. Những cái năm 90 là khi mà thấy người mù xem được giờ là người ta vô cùng ngạc nhiên. Người ta không hiểu sao các ông làm nào các ông xem được giờ. Thế ngày đấy tôi trẻ con tôi cũng nghịch. Tôi cũng nghịch, tôi bảo là cháu xem giờ, tôi xem giờ là bằng cách là tôi ngửi đấy. Thế người ta bảo ngửi thế nào? Bảo ví dụ như lúc nào thấy cái mùi thơm thơm là 12 giờ trưa, mà mùi khét khét là khoảng 3 giờ chiều. Đấy. Lúc nào mà mùi nó hơi hôi hôi là khoảng 6 giờ sáng. Thế mà người ta cũng tin thật. Tôi nhớ có một lần đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình lại còn định đưa tôi lên làm một cái phóng sự về cái cách của cái anh mù anh ngửi đồng hồ mà anh ấy biết mùi. Lúc đấy tôi sợ quá đành phải nói thật.
nó không có, nó đưa mình lên truyền hình thì chết dở đấy, người ta gọi là vạ miệng, đúng không ạ? Thì người mù chúng ta ấy, nhất là những người mù bẩm sinh hay có cái tật là thích chơi trò bí hiểm đấy, để người ta càng khen mình thì lại càng khoái đấy, tự cho mình là tài. Nên là có nhiều người này lên đi, lên xe tự nhiên dở điện thoại ra xong rồi quẹt xong bảo: "Ê, mai mưa rồi đấy." Nói rất to. Để làm sao? Để khơi gợi cái sự tò mò của người nghe. Mục đích là muốn nghe người ta hỏi gì: "Ôi anh ơi, làm nào anh biết anh ơi?" Thế là bắt đầu là đây rồi, đến bài của cậu đây rồi, chết với cậu. Cậu thể hiện. Đúng không ạ? Thế là bắt đầu tha hồ múa. Và thế với tài, tôi thế mà tôi biết được, thế với tài. Đúng không ạ? Việc đó có không ạ? Việc đó rõ ràng là có. Chơi trò ú tim, tức là muốn được mọi người xung quanh người ta thán phục, muốn được mọi người xung quanh người ta khen ngợi. Đấy. Và muốn... Thật ra cái này xét về mặt tâm lý, người ta cho là cái việc bình thường, bởi vì khi anh đã khiếm khuyết một điểm này thì anh lại rất cần người ta vuốt ve. Đấy, rất cần người ta vuốt ve, rất cần người ta khâm phục. Ví dụ như là cái câu chuyện mà khi mà điện thoại ấy, nếu mà người ta hỏi mình nói luôn là bọn em nó có cái hỗ trợ bằng giọng nói, thì bọn em cứ thao tác thì nó nói lên. Thế thì xong, người ta sẽ không tò mò nữa. Nhưng mà thay vì nói như thế thì lại nói rất lòng vòng. Đấy, bảo ví dụ bảo tôi làm được. Bảo thế nhưng mà sao anh lại làm được? Bảo thế mới tài. Có không ạ? Việc đó có không ạ? Đấy. Thì là dẫn đến cái hiện tượng là muốn được vuốt ve. Thậm chí có những người bệnh nặng như anh Việt vừa nói đấy, cứ nhấc cái điện thoại lên: "Alo, ai đây?" Dở cả tiếng Anh ra, không biết là tiếng gì luôn, nhưng mà tóm lại là không phải tiếng Việt. Để chứng tỏ một điều là gì? Tôi giỏi lắm đấy. Đấy, tôi giỏi lắm đấy. Tiếng Tây tôi cũng biết. Thế ví dụ như là ở những cái chỗ công cộng ấy, thì người mù chúng ta lại hay có một cái tật nữa là thích người khác chú ý đến mình. Muốn người ta chú ý đến mình, người ta phải quan tâm đến mình. Mà cái biểu hiện dễ thấy nhất là tự nhiên nói một câu rất to, vô thưởng vô phạt. Bảo: "Ai già, bên ông anh sắp mưa." Thế nếu mà ví dụ như phải như người bình thường thì người ta thấy người ta phải quay lại người ta nhìn chứ. Người ta bảo: "Quái, ông này thế nào mà lại..." Hay là đi trên xe buýt này, chả ai hỏi, tự nhiên bảo: "Đến đoạn này rồi đây, đến đoạn kia rồi đây, còn 4 điểm nữa là mình xuống, 4 điểm nữa là đến 5-6 tô hiệu Hòa Đông đây." Cứ nói như thế. Thì người ta đương nhiên người ta, nhiều người người ta nhìn với cái sự tò mò. Có nhiều người người ta không nhịn được, người ta sẽ hỏi: "Bác ơi, sao bác biết?" Nhưng nếu bình thường nhá, cái người văn minh như người ta sẽ hỏi: "Ai hỏi ông mà tự nhiên ông cứ gào lên thế?" Đúng không? Thì chúng ta nhân cái chuyện này ấy, chúng ta cũng chỉ ra những cái khuyết điểm. Những cái khuyết điểm để chúng ta biết mà tránh. Thế chúng ta xem những cái người bình thường ấy, người ta lên xe ấy, người ta làm việc của người ta thôi. Đúng không ạ? Ai hỏi thì nói. Nên là nói thật với các bác, các anh, các chị là nhiều khi chúng ta cứ nói là đi xe buýt, lái xe rồi ông này thái độ với người mù, ông kia thái độ với người mù ấy. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn lại xem chúng ta có làm gì để họ thái độ không. Bây giờ giao thông cũng là một phải cần có văn hóa giao thông đấy, đúng không ạ? Tham gia giao thông cũng phải có văn hóa đấy, tham gia giao thông đấy. Thì ở đây ý, có nhiều bác, nhiều anh, nhiều chị đi lại bằng xe buýt. Nhân cái chuyện là nói, thì tôi phân tích là cái việc này liên quan nói nhá. Từ nãy giờ tôi nói là đều liên quan đến nói hết đấy, là cái từ cái miệng ra hết đấy.
thì các bác anh các chị có chia sẻ những câu chuyện gì thêm không, hay là có thấy những điều tôi nói là nó có đúng trong thực tế không? Nếu mà thấy không đúng thì các bác cứ trao đổi, chúng ta đây là đang trao đổi với nhau mà, đúng không ạ? Đấy, xin mời các bác ạ, các anh các chị. Vâng, thì thực ra mình đi xe buýt ý, thì mình cũng không hay nói chuyện nhiều, thì cứ đến vụ có một người mà họ ngồi cạnh em ấy, thì chả mấy hỏi là bác đi đến chỗ điểm nào, vụ họ bảo đến chỗ cái cùng điểm của mình, thì mình hỏi bảo thì may quá bác đi đến điểm của em, thì cứ đến điểm để bác hỏi em xuống cùng nhá. Đấy thì cũng không bao giờ nói nhiều, cứ đến họ chỉ cho mình xuống thôi, chứ không cứ bảo vâng nhất trí. Mình cũng không bao giờ mình hỏi thắc mắc là hỏi nhiều lắm. Đấy, cứ bây giờ đi xe buýt thì nhiều người cũng toàn nhiệt tình dắt mình, cái mình chỉ cần nhờ một lần là tự họ bảo thế bác về đâu thì để em bảo người ta đón bác. Đấy thì mình bảo vâng không, tôi có người nhà đến đón thôi, anh chỉ cần chỉ cho tôi cái điểm xe buýt để tôi lên đến cái điểm mà tôi sẽ tự tôi xuống. Đấy thì mình thực ra mình đi lại cũng rất là có nhiều người giúp mình lắm, chứ cũng ok cái này tôi hiểu rồi, chúng ta chỉ chia sẻ những điều mà đấy, chúng ta cảm thấy nó không bình thường thôi. Vâng, đúng không ạ? Còn những cái điều mà ví dụ như vừa rồi bạn nói là những điều bình thường, đúng không? Bây giờ những cái điều không bình thường, ví dụ những tôi nói ở đây là những cái hiện tượng mà chúng ta cần phải tránh, chúng ta cần phải khắc phục. Bây giờ ví dụ như là tôi nói ở bên ông anh có một hội viên, tức là cái cổng vào nhà của cái bác này thì lại không phải là điểm xe buýt, nhưng lúc bác ấy đi xe buýt là lúc nào bác cũng yêu cầu cái anh lái xe ấy, là phải đỗ đúng cổng để cho bác ấy xuống. Anh nào mà không đỗ đúng cổng đấy là bác ấy bảo là không có tâm, con người bất lịch sự, không tử tế, không có tâm. Đấy, thế nhưng mà bác ấy có biết đâu rằng là xe buýt bây giờ người ta có cái công cụ gọi là kiểm soát hành trình, có nghĩa là anh phải dừng đúng điểm. Vì cái hộp đen đó nó sẽ theo dõi và nó báo, nếu anh dừng không đúng điểm ấy, người lái xe có thể bị phạt. Nhưng mà bác này bác không cần biết. Ví dụ như là đi ở dưới, điểm dưới thì bác bảo mày chỉ cần tiến lên một tí nữa là đến nhà tao, làm gì khó khăn thế. Còn nếu mà đi qua ấy, thì bác bảo thế lùi lại hộ anh một tí, để anh đến đúng cổng nhà anh vào cho dễ, có người mù đi khổ lắm. Thế có nhiều ông lái xe ông trêu mà, thế ông xem bảo con cháu mở cổng ra tôi lùi hẳn vào sân cho mà xuống. Đúng không ạ? Nên là cái câu chuyện của chúng ta ấy, chúng ta như này này. Đừng lạm dụng. Chúng ta có một cái nhược điểm ấy là khi mà gặp khó khăn thì lại mang cái khuyết tật ra là yêu cầu là xã hội phải thế này, xã hội phải thế kia. Nhưng khi mà yêu cầu mà cần phải cố gắng ấy, thì lúc đấy lại có một cái quan điểm là tôi là người khiếm thị tôi phải được ưu tiên, tôi người khuyết tật tôi phải được ưu tiên. Ví dụ như trong cái câu chuyện xe buýt mà tôi vừa chia sẻ với các bác anh các chị đấy. Đấy, bác ấy yêu cầu là phải đỗ đúng cổng cho bác để bác xuống bác vào, còn anh nào mà không đỗ như thế là bác ấy thái độ. Thì phải xem là thái độ của chúng ta đã đúng mực chưa. Ví dụ như chúng ta tham gia văn hóa giao thông mà lên mà chúng ta cứ nói rất to chẳng hạn, nói chuyện với nhau to, người ta nhắc có được không? Có được không? Người ta có được nhắc không? Hay chúng ta lại coi chúng ta là người đặc biệt nên là tha hồ nói chuyện không ai được nhắc? Đúng không ạ? Mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật. Do vậy ý, là nếu chúng ta thấy cái gì mà là khiếm khuyết thì chúng ta cũng phải tự khắc phục đi. Ví dụ như là cái bệnh thể hiện. Đấy. Nhiều người khiếm thị chúng ta là có cái bệnh thể hiện. Mà cái bệnh thể hiện này tôi kể nốt một cái câu chuyện này với các bác nhé. Nó rất nguy hiểm ở cái chỗ này. Tôi có một cậu bạn khiếm thị. Cậu là một người rất hay thích thể hiện. Và khi mà cậu ấy thể hiện ấy
thì dẫn đến một cái là khi những người bạn của tôi, những người bạn của cậu ấy gặp tôi, thì bạn ấy nói là hôm nay em gặp anh em mới thấy khác, chứ em tưởng người mù ai cũng như cái cậu kia. Cái đó người ta gọi là hiện tượng quy chụp. Người ta tự quy kết là người mù chỉ đến thế mà thôi. Đúng không ạ? Người ta quy kết luôn là người mù chỉ đến thế mà thôi. Do vậy là người ta quy kết, người ta quy chụp. Nên cái việc mà chúng ta tham gia trong đời sống ấy, không chỉ vì bản thân chúng ta mà còn phải vì những người khiếm thị như chúng ta nữa. Mỗi việc làm tốt đẹp của chúng ta nó sẽ có ý nghĩa lan tỏa cho những người khác hiểu hơn về người khiếm thị. Và ngược lại, mỗi việc làm chưa tốt của chúng ta cũng sẽ đem lại hiệu quả y chang như thế. Người ta cũng sẽ nghĩ về những người khiếm thị như thế. Do vậy là chúng ta luôn luôn phải cố gắng hiểu biết mình để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày, hoàn thiện trong cách cư xử. Người khiếm thị chúng ta có rất nhiều nỗ lực, có rất nhiều cố gắng, nhưng không phải là không có nhược điểm, không phải là không có các cái thói tật cần phải được khắc phục. Với tinh thần như vậy thì hôm nay buổi sinh hoạt, hôm nay thì tôi vẫn nói luôn với các bác là chúng ta chỉ đặt ra những vấn đề da lông thôi, chứ chưa đi sâu được vào một vấn đề nào cả. Muốn đi sâu vào ấy thì cần phải có nhiều thời gian, nhiều diễn đàn với những cái chủ đề riêng biệt. Mà trong thời gian tới ấy, tôi nghĩ là có lẽ nội dung của câu lạc bộ tri thức chúng ta ấy, sẽ có cái hướng về những cái việc này nếu được các bác ủng hộ. Các bác thấy thế nào ạ? Thay vì là cứ mời diễn giả đến nói chuyện thì những cái buổi như thế này các bác thấy có cần thiết không? Nếu các bác anh các chị thấy cần thiết thì chúng ta thỉnh thoảng lại làm với nhau một cái buổi như thế này. Tất nhiên cái việc mời diễn giả là vẫn duy trì, đúng không ạ? Nhưng thỉnh thoảng thay đổi không khí đi, chúng ta lại nói với nhau như thế này để hiểu nhau hơn, đúng không ạ? Thì với tinh thần như vậy thì hôm nay chúng ta đặt ra một số vấn đề, cũng ghi nhận rất nhiều cái cố gắng của các bác các anh các chị với tư cách là người khiếm thị, nhưng cũng chỉ ra những cái nhược điểm, những cái thói, những cái tật mà chúng ta cần phải khắc phục để tự hoàn thiện mình và giúp cho hội chúng ta ngày càng có nhiều người khiếm thị cư xử đúng mực, văn hóa, văn minh. Thì xin được dừng lời và một lần nữa cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị đã quan tâm. Vâng, xin được thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ xin được cảm ơn đồng chí Hoàng Mạnh Cường với cái phần dẫn dắt chương trình câu lạc bộ của chúng ta hôm nay, để chúng ta cùng nhìn lại xem là những gì là thuận lợi, là khó khăn, đúng không ạ? Những cái gì là điểm ưu, điểm nhược của những người khiếm thị chúng ta trong đời sống thường ngày. Như anh Cường cũng đã nói đấy, chúng ta cũng có lẽ cũng rất cần những cái nội dung, những cái chuyên đề kiểu như thế này để chúng ta có thể chia sẻ và cùng nhau rút kinh nghiệm những cái điều mà những cái nhược điểm mà người khiếm thị chúng ta sẽ dễ dàng mắc phải, mà có thể bản thân chúng ta chưa nhìn thấy nhưng cộng đồng xung quanh rồi những người khiếm thị đồng tật của chúng ta nhìn thấy, mà cá nhân mỗi người thì chúng ta lại chưa dễ dàng để có thể nhận thấy. Sau cái buổi hôm nay thì với những cái nội dung mà anh Cường đã cùng đồng hành với các bác anh chị, chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ có thêm những cái kinh nghiệm, những cái có dịp để mà nhìn lại xem là chúng ta có còn những cái điểm nào là nhược, những cái điểm nào là ưu. Thì nhược thì chúng ta khắc phục, mà ưu thì chúng ta phát huy, đúng không ạ? Thì hy vọng là sau buổi hôm nay chúng ta đã có thêm những cái kiến thức mới này, rồi chúng ta có thêm những cái niềm vui. Vì tôi thấy rằng là trong gần 2 tiếng đồng hồ vừa qua thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những tiếng cười được vang lên trong hội trường này. Và đó cũng là mong muốn của ban chủ nhiệm câu lạc bộ tri thức và đời sống. Mỗi buổi đến đây với các bác anh chị sẽ là một niềm vui được củng cố thêm kiến thức, được gặp gỡ, giao lưu và đặc biệt là để lại những cái ấn tượng tốt đẹp. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt câu lạc bộ tháng 8 ở đây. Xin chúc các bác, các anh, các chị sẽ có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày 4 tháng 9 tới đây ạ. Trân trọng cảm ơn các bác và các anh, các chị.